té vậy? Té. Trời ơi, té gì vậy rồi? Té mặt không? Té ngồi đây, Coi. Sao? Mệt không? Mệt chưa? Rót nước tía. Dạ, con biết rồi. Té. Có quà cho con không tía? Có. Dạ, con biết nè. Ngồi nè, từ từ. Ngồi xuống đi. Của con phải không tía? Không, cái này ưu tiên của má mày. Má mày dưới nhú xài chung nha. Hả? Tía xịn dữ ta. Đổi phấn trang điểm rồi. Cất đi. Ủa tía mua gì? Này hai thằng bay nè. Mới chát đó. Ủa tía nghĩ sao vậy? Ở đây bán quá trời luôn. Tía lên Sài Gòn mua cuốn tập. Ra ngoài đầu hẻm mà bảy cái quán quá trời luôn nè. Trời đất ơi, mày nói gì cuốn tập cò? Đây nè, mày phải mở ra mày mới biết chứ. Cái độ của người ta tụi bay không có biết. Đây nè, mặc sức đó mà cho tụi bay quẹt. Trời ơi. Dạ. À bát người ta chứ gì trời. Dám không biết lắm mà. Mặt ngơ ngơ ngác ngác nhưng lát mắt phóng kìa. Cái máy này tôi phải chọn nè. Trời, hai đứa này chứ vậy. Mua chi cho tốn tiền dữ vậy ông? Trời, ba cái đồ này có té cơm té gạo gì đâu nè. Bà biết một mà không biết hai. Mấy cái đồ công nghệ mới này mình phải cập nhật để không bị lạc hậu. Mai mốt làm ăn mình phải biết cập nhật thông tin. Bà không biết gì chơn trội. Ông uống nước đi. Đi đường mệt lắm phải không? Ở nhà quá trời chuyện luôn á. Hôm rồi ở nhà bà săn được tin gì nói nghe coi. Nhà thím ba. Tôi lên tôi thấy thím ba cứ than thở với tôi hoài à. Nói là ở nhà đó là chú ba lúc này kỳ lắm. Kỳ sao? Nói là ở nhà uống rượu nè. Xong rồi là đòi tiền nè. Hành tung rất là bí ẩn. Nghe điện thoại hả? Thì thà thì thập mặt mày căng thẳng dữ lắm. Không lẽ nó có vợ nhỏ? Trời ơi! Nếu mà có cái chuyện này á là không có tha nghe chưa? Không thôi, có đi thôi, yên thôi, đâu. Mệt bà quá. Chuyện của anh ta làm gì vậy? Trời khổ ghê. Tía mới đi về mệt mà má. Cũng có gì từ từ đã. Rồi bây giờ đi vô dọn cơm ăn trước đã. Tía vừa nghĩ tụi con vô dọn cơm nghe. Nha tía nha. Đi vô. Dọn cơm tía ăn đi con. Cái này con. Hay quá. Cảm ơn tía ăn. Làm gì giùm tôi lâm lâm vậy? Biết đâu chừng. Ghen chứ gì nữa. Một triệu 280. Nắng trời nóng ơi là nóng luôn vậy đó. Trời đất ơi ông ơi, nước không còn mà không chịu đi pha giùm cái. Ủa chuyện đó chuyện của ai? Chuyện đó chuyện của phụ nữ trong nhà. Tôi lo tính toán gì thì bà lo đi. Rồi còn nói tới nói lui nó mệt quá lẹ đi. Gì vậy? Gì? Vô pha nước. Mệt ghê. Trời. Ai à. 4. Có nhà không chú ba ơi? À, anh hai. Anh hai ngồi uống nước. Ừ. Anh hai mới về hả? Ừ mới về. À. Nè bà nó ơi. Ôi. Pha nước lẹ đi. Lẹ đi. Ủa. Anh hai. Anh hai mới về hả? Ừ. Thèn đét ơi, từ bữa giờ hả, ổng mong anh hai quá trời luôn vậy đó. Uống miếng nước anh hai. Cảm ơn thiệt. Dạ. Xong chưa? Chưa, còn tôi nữa. À, thôi được rồi. Nè. Cái chuyện đàn ông con trai để đây tôi tiếp khách. Đi xuống dưới nấu cơm đi. Tiếp khách gì anh hai cái đâu xa lạ. Nói đi. Ta nói đi để ta bàn công chuyện. Bàn chuyện gì cho tôi nghe với. Cái bà này kỳ ghê nghe. Đàn bà con gái người ta nói mấy cái chuyện này là phu sướng thì phụ tùy. Xuất giá thì tòng phu. Bây giờ cái chỗ đàn ông con trai người ta bàn ngồi đó hoài mà nói cái gì không biết. Thiệt. Chú bà khó quá. Không, muốn sống văn vẻ với bà này mà sống không được. Ủa có chuyện gì mà bí mật quá vậy chú bà? Phải bí mật chứ anh. Chuyện làm ăn mà. Phụ nữ mà dính vô. Em để ý nhiều lần rồi. Hư bột hư đường hết. Mận ăn. Dạ. Bộ chú có mối bằng ăn lớn hả? Dạ. Mối này ngon ăn lắm anh ơi. Anh hai hùng với em đi. Rồi anh em mình á, bao lâu nay như huynh đệ ruột ra. Anh em mình chia nhau sống. Nhưng mà làm cái gì? Em tính mua cái ghe. Thôi đi chú ơi. Có cái chẹt của ông Tư Ếch. Có cái ghe của ông Bảy Hỷ đưa đò được rồi. Chú mua thêm ghe làm chi nữa?
Nói với anh là chưa gì nhảy vô họng người ta rồi. Em đâu có lượm bạc cắt anh hai. Em là phải hút tiền lớn. Em mua ghe để hút cát á. Cái gì? Chú nói gì nói lại tôi nghe coi. Hút cát. Có cái mối kia muốn để lại cho em cái ghe hút cát. Có ăn lắm anh ơi. Mà anh ơi, em không có đủ tiền. Cho nên vậy, anh Hùng với em đi. Lời thì mình chia ba. Em hai, anh một. Không có được. Trời ơi, mối mang là của em mà do em suy nghĩ ra nữa. Em tính vậy là phải rồi. Thôi giờ anh em mình với nhau cứ tính cho nó công bằng nha. 5 năm nghe anh. Tôi nói không được là ý tôi nói không được làm chuyện đó. Hút cát lậu là phạm pháp. Ở tù chú biết không? Cái gì vậy? Mình làm ban đêm mà ai biết đâu mà anh lo. Tôi không bao giờ làm cái chuyện phạm pháp đâu. Chú cũng không được làm. Chú có biết là hút cát như vậy là nó nguy hiểm lắm không? Ủa ngộ không? Anh không làm thì để tôi làm. Anh quyền gì anh cấm tôi. Cát đầy xong, chim trời cá nước, ai bắt được người đó ăn. Mắc mới gì mà còn nói phạm pháp này phạm pháp nọ. Anh hù tôi á hả? Tôi lấy cái chỗ anh em ra, tôi khuyên chú. Chú tuyệt đối là không được hút cát lậu. Chú có biết là cả cái dãy bên sông này sụp lở là do cái gì không? Là do hút cát. Đất đai của người ta, nhà cửa nó lở theo xuống sông hết. Chú thấy không? Mấy chuyện đó ai mà biết chắc được. Anh đừng đoán mò anh ơi. Lúc này anh lên Sài Gòn, đầu óc mở mang văn minh, về đến nói chuyện luật pháp, pháp luật gì ghê quá. Tôi nhà quê, tôi không hiểu được đâu anh hai. Nè, tôi quý anh, tôi rủ anh làm. Anh làm, anh không làm thì thôi. Mắc mới gì năm dọa tôi chuyện pháp luật, chuyện này chuyện nọ. Tôi nói rồi đó, cái chỗ anh em tôi nói vậy đó, chú mà còn ngoan cố hả, tôi báo với chính quyền địa phương đó. Cái gì? Anh báo chính quyền. Anh báo đi. Anh báo đi. Có chứng cớ gì mà anh báo chính quyền? Anh có chứng cớ gì không nè? Tôi nói rồi, chú mà làm càng, chú hối hận không kịp đó. Tôi về. Rồi khỏi tiễn. Ông tiễn ai? Ủa, nè, sao anh hai anh bỏ về mà thái độ có ổng đùng đùng giận dữ vậy? Có chuyện gì vậy? Kệ ông nội đó đi. Con người gì đâu mà ngang bướng. Giọng đúng, đúng là muốn làm cha làm anh hai người ta. Thôi ông à, sách có câu á, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Một câu nhịn là chín câu lành. Ông phải nhịn người ta thì mới được điều lành chứ ông. Nhiều khi á, ảnh là người ngoài, ảnh có khách quan hơn. Mình phải bình tĩnh lại coi người ta nói cái gì. Tại sao mình phải ào ào như vậy phải không? Mình là hàng xóm với nhau mà. Dạ, bữa nay vợ tôi bỗng dưng như là nhà nho ha. Sổ nho ra. Một câu nhịn chín câu lành. Mà nó muốn cho tanh bành thì cho tanh bành luôn. Thái độ hung hăng vậy trời. Hồi nãy á, mà cho mình ngồi nghe thì đâu xảy ra cái chuyện này. Sao? Sao sao sao? Chú ba có chuyện gì vậy? Hả? Ông, có phải chú ba có bộ nhí không? Đúng không? Thôi đi, hết chuyện bà hỏi rồi hả? Thì bữa giờ tôi thấy thím ba kể, ông cứ thầm thà thầm thục à. Thím tư cũng nghi ngờ ông có bộ nhí nữa đó. Nhưng mà tụi tôi làm sao mà dám điều tra. Cứ chờ mấy ông về đàn ông với nhau dễ nói chuyện. Đúng vậy không? Đúng không? Ủa bộ mấy bà chỉ có cái chuyện đó để nghi ngờ thôi đó hả? Ông này. Mấy bà thiệt là đàn bà nông nổi giếng khơi. Chứ ông có bộ nhí chuyện gì? Nói nghe coi. Nè. Thôi thôi thôi, bà làm ơn cho nấu cơm tôi ăn đi. Đói bụng muốn chết luôn nè. Thì ông nói đi, tôi vô tôi bắt nồi cơm 5 phút là chín liền à. Thôi thôi thôi, nói nhiều quá. Vô nấu cơm giùm tôi đi. Thì trong cho ông chị ông nói. Sáng giờ không có mối thì... Giờ tôi về Đông Bắc chuyện đó hả? Chuyện đó là chuyện quan trọng chứ đâu phải chuyện tầm thường mà. Ô, ông đó. Trời. Đàn bà đi đứng không ý tứ gì hết. Gia đình là nền móng của quốc gia. Kẻ không trị nổi gia đình thì mong gì trị quốc được. À, coi như là tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Kẻ mà không lo cái điều hại xa thì cái việc nguy hiểm sẽ đến rất gần. Kẻ mà... Nè.
Dạ. Con đi theo dõi tía mày á, coi ông nói chuyện điện thoại với ai. Mà tự nhiên nhận cuộc điện thoại, cái mặt mày lắm la lắm lét bỏ đi mà à. Con đang, cô đang học bài mà. Học cái gì mà học, đi theo dõi giùm cho má. Lẹ. Sao? Vào trước 30% hả? Ở đâu? Rồi, bến sông 11 giờ khuya nay. Chắc ăn ngang. Nhớ uy tín đó nha. Bảo đảm mà. Không, không có ai nghe đâu. Rồi, vậy nha. Khổng Minh. Dạ. Con làm gì vậy? Dạ, con tưới cây. Cái thằng, trời ơi, dường kiến người ta mà bậy bạ hết sức. Chết cây là mày chết với tao. Sao lâu quá vậy? Con phát hiện rồi. Vụ gì? Ông hẹn với người ta là 11 giờ đêm nay ở ngoài bến sông á. Không biết hẹn với ai, ông nói chuyện điện thoại mà lén lai lén lút à. Khổng Minh ơi. Khổng Minh. Gì bậy cò? Dạ nói nghe nè. Đợi xíu ra liền. Nhanh nhanh nha. Đợi xíu mày. Má ở nhà má bình tĩnh nha. Má đừng có xúc động quá nha. Con đi chơi một xíu con về. Hẹn với ai ta? Ê Khổng Minh. Gì mày? Gì? Đi chơi. Không quan tâm. Đi chơi cho đỡ buồn đi mày. Ở nhà buồn quá. Sao mặt giống như đưa đám vậy? Đi chơi giải sầu. Ở nhà buồn quá. Ê, nhà có chuyện gì hả? Nhà tao sắp có chiến tranh rồi đó. Mày hỏi bắn luôn tới mày bây giờ. Để... Dạ. Tao cũng không biết nữa. Tự nhiên má tao kêu tao theo dõi tía tao. Xong cái tao ra ngoài bụi cây tao rình á, tao thấy tía tao nghe điện thoại với ai. Ổng hẹn á 11 giờ đêm nay gặp ở ngoài bến sông. Cái tao chạy vô nói cho má tao nghe. Không biết sao bả nổi giận đùng đùng luôn. Tao lo tao chạy không thôi văn miệng chúng tao chết. Mày kể giống như nhà mày đang đóng phim quá. Còn hơn là phim nữa. Anh hai. Chú Tư hả? Vô đi. Anh hai đang làm gì đây? Đang nghiên cứu mô hình cầu treo nè. Dưới cái cầu treo này là mình tiết kiệm được nhiều tiền lắm. Tôi nghĩ là bà con xẻo lá mình góp tiền là xây đủ rồi đó. Anh hai, anh em mình xây cầu này xong, anh em mình cùng đứng tên luôn anh hai. Chú lúc nào cũng háo danh, chưa có tới đâu mà đòi đứng tên. Tôi đang lo cái chuyện bà đời. Ủa, cha bà đời sao lo anh hai? Nó hút cát lậu kìa. Tôi nó bắt được một cái là nó đi tù, mà nói hoài, nó không nghe. Mà nó còn nói là tôi nói không chứng cứ nữa. Chà, cái vụ này nguy nha anh hai. Mình phải tìm cách ngăn chặn cha ba đời này lại à. Nó hành động lén lút, ai biết được ngăn chặn. Tía. Gì? Hồi nãy con nghe thằng Minh nói á, chú ba đời hẹn ai á, tối nay 11 giờ khuya ở ngoài bến sông á tía. Có chuyện rồi đó, bây giờ mình phải bám theo mới được. Ừ, đúng rồi anh.
Không biết á, mấy ổng lên Sài Gòn làm được cái giống gì không? Mà mấy ổng hả, xài trên cả chục triệu luôn. Thiệt tôi tiếc quá chừng bà ơi. Thôi đi, coi như tiền đó là tiền mấy ổng học hôn. Mấy ổng đi tiền trạm để mai mốt biết cái này cái kia. Rồi mai mốt mần ăn cũng dễ. Mà tôi nghe nói lúc này Sài Gòn cũng thay đổi dữ lắm ấy nghe. Hay quá. Không biết ổng làm được cái giống ôn gì không, mà tôi thấy ổng về nhà là lạ làm sao à. Bà biết không, ổng còn dám chê tôi vậy nè. Quê mùa, không giống gái thành phố. Chàng ơi, có chuyện đó nữa hả? Thì đó. Ông ba đời của bà dạo này có gì thay đổi không? Nè, cái gì vậy, hết hồn à? Không phải, tôi nghi dạo này mấy ông có âm mưu gì đó. Âm mưu gì đây? Tôi thấy cũng bình thường rồi chứ âm mưu gì. Ê mà có nha. Hả, sao? Tôi thấy lúc này ổng lầm lì lì. Nhớ rồi, ổng còn hẹn hò ai á, gặp nhau 11, 12 giờ đêm gì đó. Trời ơi, thấy chưa? Gì bà? Trời ơi, tức quá đi. Thấy chưa, tôi nói bà mà bà còn nói không. Như vậy là mấy ông này bảo đảm là có vợ nhỏ, vợ mọn, vợ bé gì rồi nè. Bây giờ tính làm sao? Trời ơi, tôi tức quá. Tính làm sao nữa? Phải đi rình, bắt tại trận mới được. Đúng, phải rình thôi. Bà yên tâm đi. Tôi sẽ đi kéo băng đảng đến. Cái gì vậy? Cái gì mà băng đảng? Không phải. Tôi sẽ đi kêu chị Tư Măng yểm trợ chị em mình. Nè, tôi chắc là ở trên cái ghe đó. Nhưng mà chưa tới 11 giờ, chắc ổng chưa tới đâu. Từ cứ lên trước đi. Hai đứa tụi tôi ở dưới này yểm trợ. Đúng rồi, lên đi. Đúng Từ rồi. Từ đó lên đi. Bà đó. Sao bà ổng lên? Nghĩ sao vậy? Rồi trong bà phải leo lên bà bắt. Bà Năm Hồng hả? Bà nói đi, ba mọc lời đi, Tư Măng hay Tư Lựu lên? Tư Lựu đó, thấy không? Chuyện của bà biết tôi lớn. Chồng ba mà. Nhưng mà tôi sợ quá. Làm gì vậy? Bà làm cái gì sợ, vậy? Sợ ma. Sợ ma cái gì, ma nó sợ bà thì có chứ bà làm gì phải sợ ma. Bây giờ tôi xuống dưới á, hai bà đừng bỏ tôi nghe. Có gì mà tôi kêu cứu á là hai bà yểm trợ tôi liền nghe. Làm sao mà bỏ được? Tụi tôi đã đi với bà tới đây rồi, một mất một còn luôn. Chúng ta là những người phụ nữ đáng thương như nhau. Đúng. Sẽ không bỏ nhau. Đúng. Theo tôi, không sợ gì hết. Đứng lên. Vì phụ nữ của chúng ta. Đứng lên. Cái gì vậy? Sợ. Sợ gì? Ma với bà là một, sao phải sợ gì nữa? Đúng rồi. Ma. Bà quăng cái cây đi. Theo tôi. Đi. Không sợ. Không sợ. Đi. Cái gì vậy? Tôi lũ nè. Trời ơi, bà làm gì hết hồn mất chí à? Tôi làm vậy để coi có giống ma không. Rồi ma nó tưởng tôi là đồng loại của nó. Nó không nhát tôi, hiểu không? Trời ơi, làm cái ghê quá. Sợ quá. Trời ơi, bà làm gì can đảm lên. Đi lên. Trời ơi, bà là ma rồi, bà còn sợ ai nữa. Bà bắt ghen chứ bộ tôi bắt ghen, sao bà đẩy tôi hoài vậy? Rồi, từ từ đếm đi. Rồi. 1, 2, 3. Lên. Thấy luôn. Đi. Chờ tôi nha. Tư ớt. Hai lúa. Hả? Chẳng lẽ mấy ổng chung một xuồng với ba đời? Trời ơi. Bình tĩnh. Hãy bình tĩnh. Từ từ mới biết được kết quả. Trời ơi. Trời ơi. Tôi tức quá. Sao tôi thù vậy?
Trời ơi này, muốn bắt cọp phải vô ăn cọp chứ. Vô tới 11 giờ mà. Gần tới rồi. Ở đây nè. Ê, sắp tới chưa? Ở đây nè. Đúng đây rồi. Đây đó hả? Sao? Có tiền chưa chú? Cái gì? Cả đống đây nè. Nhưng mà tao coi coi cái đồ của nó còn tốt không? Trời, chú yên tâm. Con hành nghề ở đây lâu lắm rồi. Im ru à. Mày nói tao cũng ham lắm. Nhưng mà tao cũng run quá à. Có gì đâu mà run, miễn có tiền là mình làm à. Mà bây giờ chú có mua không? Cái thằng này tiền tao đã mang đây rồi, không mua sao được. Nhưng mày có giấy tờ đó không? Dạ có đây nè. Dẫn tao xuống dưới đây coi cái ghe cái đã. Rồi đi. Thiệt, tôi không ngờ ba đời làm ăn phi pháp thiệt chứ. Ai có ngờ mà anh ba anh đi hút cát dưới sông vậy ta. Bao nhiêu tai họa cũng do cái việc này mà xảy ra. Mình phải tóm gọn hàng này mới được. Chú buông tôi ra đi, nắm cái quần tôi chi vậy? Anh buông tôi ra mới đúng hả? Chú nắm cái quần tôi chi? Tôi đâu có nắm đâu. Vậy chú nắm ai nắm? Ai nắm? Tôi. Mẹ, cái lũ nè. Hai ông làm gì vợ tôi vậy? Ê, bắt nó lại. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Ê, đứng lại. Cái gì vậy? Bắt nó lại. Đâu rồi? Cái gì vậy mẹ? Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Trời ơi. Chạy hết rồi. Cái gì vậy? Thiệt là tôi không ngờ chú lại làm những chuyện như vậy. Ơ, tôi làm gì đâu. Tôi đâu làm gì đâu. Trời ơi. Dạ. Tàn chứng vật chứng rành rành vậy mà anh còn chối hả anh ba? Bây giờ nè, tôi hỏi nè, hai anh á làm cái gì mà dí vợ tôi với ghe hả? Ơi, mình ơi, mình đừng có hiểu lầm. Bà Nín, mình tôi đang hỏi đây nè, bà về nhà tôi tính sổ bà sao? Tại sao hai anh làm gì vợ tôi dưới đó? Anh ba bình tĩnh. Tại tụi tôi nghi là anh ba có bồ nhí. Nên bà cũng xịt xịt nữa. Bà đầu tiêu kêu tụi tôi đi đánh ghen, bà còn nói nữa. Bà rảnh hoang. Gục mặt cái gì? Ngẩng mặt lên nghe tôi nói nè. Đi săn tin hả? Tào lao không à? Đập mắt dịch nha. Còn chú á, chú giỏi lắm. Ngày mai á, tôi lên xã tôi báo vụ này. Cái gì vậy? Tôi có cái gì đâu. Muốn thưa thưa đi, tôi thách anh á. Chú khỏi thách, chú chờ đó. Còn bà, đứng đây làm gì? Dạ em đi về. Bà nữa. Hả? Đi về. Dạ. Bà nữa, đi về. Mình, tôi đút cho mình miếng cháo mình ăn nha mình. Không ăn. Tía, tía ăn miếng cháo đi tía. Không ăn. Mình à, tôi xin lỗi mình. Mình đừng giận tôi nữa nghe mình. Tía, tía đừng giận má. Má xin lỗi tía. Sao? Tôi đi làm ăn là vì ai? Tôi kiếm tiền là vì ai? Vì mẹ con bà. Vậy mà đi hùa về người ta, phá đám công ăn việc làm của tôi. Tôi nghĩ vậy là sao? Bà làm như vậy là có được không hả? Tại vì tôi nghe anh hai với lại chú Tư á, nói là mình làm ăn phi pháp. Thôi mình à, bỏ đi, đừng có làm ăn như vậy nữa nha mình. Tía, đừng làm ăn phi pháp nữa mà tía. Tha. Dạ cảm ơn mình đã tha lỗi cho em. Ăn đi mình. Gì vậy? Tôi ăn cháo hồi nào? Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà nghe lời tôi hay bà nghe lời mấy cha nội đó hả? Tôi chán lắm rồi. Mẹ con bà tự lo đi nha. Tôi đi đây. Mình ơi, mình đi đâu vậy? Tôi đi mừng ăn. Lần này để yên cho tôi mừng ăn nha. Bà với nó đó mà phá đám tôi nữa, không yên với tôi đâu. Mình đi. Quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy.
phu sướng thì phụ phải tùy. Chồng nói thì vợ phải nghe. Bà mà không lấy tiền đưa tôi làm ăn, tôi lấy sổ đỏ tôi đi thế chấp. Tới chừng đó đừng có trách tôi nha. Ông à, hồi nào vợ, tôi có cản ông làm ăn cái gì đâu. Nhưng mà lần này á là phạm pháp đó. Ông không thấy á, anh hai với lại chú Tư á cản ông quá trời à. Làm ăn phi pháp á, rủi mà có chuyện gì á. Im! Sao mở miệng ra nói chuyện xúi quẩy vậy? Tôi lạ gì cha Tư ấy, chuyên môn phá đám, hai lúa thì ngang như cua. Nè, nghe lời người ta phải không? Có ngày nghe, cả gia đình mình đi ăn xin đó. Tôi thấy vụ này không có liều được đâu ông. Ông nghĩ lại đi ông. Trời ơi, tôi mệt quá, cứ người đi nghĩ lại hoài lẹ lẹ đi. 8 giờ tôi hẹn với người ta rồi. Trời ơi, bây giờ là 8 giờ 20 rồi. Nè, nó mà bán ghe cho người khác là bà chết với tôi đó. Tía, bộ tía tính mua ghe để đi hút cát lậu thiệt đó hả tía? Mày nghĩ là tao nói giỡn hả mày? Tía ra đường tía coi người ta đồn rần rần lên kia kìa. Người ta nói á, ông ba đời hám lợi, đi hút cát lậu, làm hại bà con hàng xóm bên kia. Ai nói? Giỡn đi, dẫn tao tới nhà đi. Tao tắn một cái là gãy răng hết cả đám. Trời ơi, tao chưa mua ghe được mà chưa gì là đã đồn tao đi hút cát lậu rồi. Rảnh quá ha. Mà tại ai? Tại ai nhiều chuyện? Người ta mới nói những chuyện đó chứ. Thì sách có câu, không có lửa sao có khói. Nếu mà tí không có làm chuyện xấu á, thì sợ gì người ta đồn chứ. Mà sách cũng có câu, đời cha làm thầy, đời con đố sách là mày á. Thôi, tao làm những chuyện đó vì ai? Tôi làm vì ai hả bà? Là vì má con bay. Mày á thì lo chuyện học hành đi, còn chuyện kiếm tiền để tao lo. Bà, đi vô lấy tiền nhanh lên. Đừng lấy. Mày làm gì vậy hả? Còn bà nó sao ngồi đó, đi đi. Nhìn cái gì, đi đi. Má, tía, tía mà làm chuyện xấu á, con bỏ lên Sài Gòn luôn cho tía coi. Con bỏ tía con đi luôn nè. Mày đi đi, mày ngon mày đi đi. Còn gì cái, mày lớn tiếng với tao hả? Mày giỏi mày đi đi, tao thách mày đó. Nè, mai mốt thằng này vào nha, coi còn có nghe lời thiên hạ không. Nghĩ sao mà người trong nhà đi nghe mấy người ngu gì vậy thằng khôn. Anh hai hả? Em thấy cái chỗ này nè, xây cây cầu là ngon lành anh hai. Đúng rồi, chỗ này chống chải được đó. Cầu treo mà bắt ở đây tao nói tuyệt vời luôn. Nhưng mà chú phải để ý cái độ cao nha. Dạ. Làm sao nó cao để cho ghe xuồng tao qua lại, nó không có cản nha. Trời ơi, anh hai đừng có lo, đo đạt độ cao là nghề của em. Đừng có chủ quan. Ở Bạc Liêu á, có cây cầu làm cái kiểu gì tôi không biết, mà xe chu qua rồi, tự nhiên cái mũi ở lại, bị thương mấy chục người. Trời ơi, vậy hả anh hai? Ừ. Trời ơi, thằng nào làm cầu mà nó ngu dữ vậy trời. Thì chú phải cẩn thận đó. Cười người hôm trước, hôm sau người cười đó. Trời ơi, anh hai đừng có lo, em biết mà. Ông ơi. Cái gì? Ông ơi. Cái gì ông vậy? Ông ơi. Cái gì? Thằng Minh nó bỏ nhà đi rồi ông ơi. Cái gì? Sao bà biết? Nó nói là nó xấu hổ vì ông quá. Nó nói là nó nhục nhã quá, nó bỏ nhà đi rồi kìa. Tôi làm cái gì mà nó xấu hổ? Đồ ngu. Sướng thì không biết hưởng. Để coi nó đi được mấy bữa. Nhưng mà sao bà biết nó bỏ nhà đi? Ông vợ mà coi, ở trong tủ á, không còn một bộ quần áo nào của nó hết á. Cái thằng đi bụi đời mà còn bày đặt lấy đồ đẹp theo nữa. Khùng. Ông còn nói vậy nữa hả? Tôi nói cho biết trước rồi chưa, thằng Minh mà có chuyện gì á, ông không yên với tôi đâu. Minh ơi là Minh ơi. Trời ơi, khùng thiệt mà. Ê Minh, đợi tao chút xíu. Đó.
Rồi lên. Anh còn, anh còn rồi. Tôi đang tiễn bạn lên đường. Dạ, quá gian, quá gian là sao? Dạ dạ, cảm ơn. Thôi xuống lẹ đi. Xuống đây. Ngồi xuống lẹ đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống hết coi. Rồi ngồi xuống đi, coi dừng té bây giờ á. À, ngồi xuống. Đi đâu không đúng lúc, đang tiễn bạn, quá gian, quá gian rồi sao? Mày định đi thiệt tình vậy đó hả Minh? Chứ giờ tao hỏi mày nè, tía tao không làm chuyện bậy vậy đó. Tao thử tao bỏ đi vậy nè, coi ổng có gì tao không thay đổi tính tình hay không. Rồi mày lên trển, mày sống ở đâu? Tao tính lên trển ở nhà cô tao, rồi chờ kết quả thi luôn. Mày đừng có nói cho ai biết là tao ở đâu nha cò. Mày đi Sài Gòn rồi, tao ở đây tao chơi với ai vợ? Tao chưa có đi mà mày làm tao nhục chí quá cò ơi. Ê, mấy đứa làm gì vậy? Mấy đứa ngồi đàng hoàng coi. Cầm cái chèo nè, chèo nè Minh. Rồi vô. Anh Minh, anh Minh. Mày kéo lên cò. Con ơi, cứu lại vậy thím Tư. Thằng Minh con anh nó bị chết đuối. Thím Tư, giỡn gì ác nhân vậy hả? Trời ơi, anh nghĩ sao mà tôi giỡn, làm sao tôi lấy tính mạng của Minh con anh mà tôi giỡn được. Trời ơi, chồng tôi với anh hai đang bò sát nó ngoài sông kìa anh ơi, đang kiếm nó kìa. Nhanh lên đi anh ba ơi. Trời ơi, Thím Tư ơi. Tùng Minh ơi. Có gì đâu ở Nghĩa chú ơi, con cháu không à. Mai là con tôi không có bị gì á, chứ nếu mà sao anh biết tại tôi đó. Thôi mẹ ơi, sao nãy tôi tưởng là thằng Minh biết bơi. Ủa mà con bị sao vậy con? Con bị giọt bẻ, không biết nó sâu quá làm con sợ quá má ơi. Tôi nói thiệt nghe, tôi mà biết cái thằng nào mà hút cát á nghe, tôi đập nó chết luôn đó. Tại nó hút cát cái sông này mới đến nỗi này nè. Nó hút riết mà lỡ bờ lỡ bến rồi nó tạo thành cái dòng xoáy này nè. Thằng Minh nó bị hút vậy đó, là tại vì mấy cái thằng hút cát này nè. Tôi biết tôi sai rồi anh hai. Ủa chú sai vậy? Ủa? Thì cái vụ hút cát á là tôi. Trời ơi. Dạ con anh hai không? Dạ từ. Anh chị từ ba. Ba thứ ba hả? Con Minh nữa nè. Vô ngồi uống nước đi. Chào bác hai. Ngọn chào nước. Bác hai gái. Ừ. Chào chú Tư ếch. Sách gì dạ. Mày gà gà hả? Trời ơi. Dạ, thưa anh hai chị hai, hôm nay vợ chồng em với lại ông Minh qua đây là có chút ít quà biếu anh chị hai. Cảm ơn anh hai đã cứu khổng bên nhà tôi. Trời đất ơi, quà cáp gì chúng ơi. Nó có con cháu phải cứu nó chứ không cứu nó cứu ai vợ. Minh Minh ngồi đây. Ê, con chơi tao ngoài gốc cây nè.
Ngồi đây ra ngoài chơi xíu nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh hai với chú Tư đã cứu thằng Minh nhà tôi. Thằng Minh mà nó thoát nạn á là gia đình chú Thím hên lắm đó. Dạ. Thôi, tai qua nạn khỏi rồi, coi như là gia đình anh chị ăn ở có phước lắm à. Bởi tôi nói chú hoài mà chú nghe tôi. Tới chừng đụng chuyện rồi chú mới sáng mắt ra, thấy chưa? Tôi hối hận lắm rồi anh hai. Thiệt tình là tôi không có ngờ á. Tôi đâu có nghĩ là tới chuyện hút cát mà nó nguy hiểm dữ vậy anh hai. Trời đất ơi, chú nói giỡn vậy chú ba. Cát ở dưới sông mà chú hút đi á thì nó bị xấy lở nè, rồi nó thay đổi dòng chảy nè. Dạ. Nó tạo thành một dòng xoáy nè. Ừ. Chứ chú nghĩ của thằng Minh là nó mập vậy đó, cái gì mà hút nó nổi. Mà chú biết là thằng Minh cái xứ này nó lội đó, có thằng nào lội lợi nó không? Ừ. Tai hại lắm chứ đâu phải chơi đâu chú ba. Dạ thì bây giờ tôi mới biết đó. Bây giờ mà nói thiệt với anh á, đổi cát mà lấy vàng tôi cũng không ham nữa anh hai. Lần này nhờ ơn trời Phật, nhờ anh hai, nhờ chú Tư, thằng nhỏ mới tai qua nạn khỏi. Tôi hứa không bao giờ tôi làm cái chuyện này nữa. Tôi thấy tình hình này á, chắc mình phải làm cái cầu treo sớm mấy chú à. Ờ, đúng như vậy. Nay chuyện này, mai chuyện kia, ba cái chuyện sông nước rủi ro, tôi thấy không yên chút nào. Anh hai với chú Tư cứ làm cầu treo đi, rồi sai tôi làm tài lọt cho. Cái gì tôi cũng làm mà. Để tôi tính toán cho kỹ lại, tôi bàn bạc lại rồi mình đi vận động bà con. Dạ. Dạ. Thôi khóc cái gì mà khóc không biết nữa. Con mình bây giờ nó thoát nạn rồi, bây giờ mình phải cười chứ khóc cái gì. Thôi nín đi, nín bà đi. Ơi, trời ơi, bây giờ tôi làm việc gì tôi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi không dám bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người nữa. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Vợ chồng chú sao mít ướt quá. Ủa rồi bà tính ngồi đó cho tới chiều luôn chứ không làm gì nhậu hết trơn hả? Nhậu ha. Dạ con. Dạ. Thôi chú ba chú Tư ngồi đây để tôi xuống dưới bếp tôi làm đồ ăn để nhậu nha. Thôi để tôi xuống dưới tôi phụ làm đồ ăn cho chị luôn nha. Vậy hả? Dạ. Dạ. Thôi bà xuống bà phụ với tôi nha. Mấy ông ngồi đây nha. Bà này mà không nhắc bà ngồi đây nè, bà nói chuyện tới chiều luôn mình bơ mỏ luôn. Ê, mém chút nữa mày gặp Hà Bá rồi, có gì vui kể tao nghe chơi. Vui gì mà vui, tao sợ gần chết luôn à. Giờ nhắc lại tao vẫn còn đang sợ nè. Mày biết không, lúc đó có cái con gì đó đó ở dưới dòng nước á, kéo chân tao xuống luôn đó mày. Rồi biết luôn, ma già. Chỉ có ma già nó mới kéo vậy nè. Tù lao. Làm gì có ma cỏ gì ở đây. Tía nói là dòng xoáy là do mấy người hút cát bừa bãi nên tạo ra lỗ hổng. Ê, mai mốt mà tắm xong là phải cẩn thận đó nghe. Thôi, nào biết bơi nó sống à. Ê, gì còn? Kế hoạch của mày lên nhà bà cô làm sao rồi? Thì bây giờ á, tía tao không làm chuyện bậy nữa, ngu gì tao đi. Tao sẽ lên Sài Gòn, nhưng mà một dịp khác chứ không phải lúc này. Mà khi nào đi? Gì á? Đậu ơi, tao đậu. Đậu ơi, tía má ơi, con đậu rồi tía má ơi. Đậu gì vậy hả? Gì vậy con? Đậu ơi. Đậu cái gì? Đừng quên, má ơi. Cái gì vậy con hả? Cái chuyện gì vậy hả? Chuyện con đậu gì? Rồi con đậu cái gì? Con đậu vô trường nghiệp vụ du lịch Sài Gòn. Trời ơi, nó đậu không? Dỗ ơi nha. Vậy hả? Đậu đâu giấy báo đậu đâu, đưa cho bác coi. Không có giấy báo, có bát à. Bát là cái gì? Nè, thông tin ở trên đây nè, trong mạng á. Đâu? Tên con đậu đó, má thấy tên con chưa? Đó. Đậu đi đi. Không ơi, đậu rồi. Bát má. Bé. Giỏi à. Để má con. Đậu rồi anh, đậu rồi. Đậu rồi. Giờ nó mong lên Sài Gòn học. Mong bữa giờ, bây giờ mới có kết quả thi đó. Bao nhiêu tiền cho nó tôi cũng bỏ ra hết mà. Vậy là anh ba ngon lành rồi ha. Con còn giỏi thiệt. Dạ, vậy đó anh. Cũng bởi muốn kiếm tiền cho thằng nhỏ lên Sài Gòn học mà tôi suy nghĩ hết cách rồi, cho nên tôi mới làm bậy vậy đó anh hai. Thôi bỏ qua đi. Dạ, tôi nói thiệt với anh chị với lại chú Tư đây. Sau cái vụ siêu mỡ, vợ chồng tôi bị hụt vốn, cứ nghĩ là phải kiếm tiền để lo cho thằng Khổng Minh ăn học, mà vợ chồng tôi xót xa không biết làm cách nào để ra tiền nữa. Từ, lại nói nghe. Dạ. Mấy đứa mà chết đi sống lại vậy nó học hay lắm. Nói nào ngay á, nếu bây giờ nó mà đi học ở trên Sài Gòn á, thì cái xẻo lá của mình á, cũng vinh hạnh lắm chứ bộ.
Vợ chồng tôi á cũng không có giàu có gì, nhưng mà con cháu mình nó đi học á, thì coi như là vợ chồng tôi đóng góp cho nó một ít. Tôi cũng xin đóng góp cho thằng Khổng Minh con anh chị ba, để nó con chút đỉnh nó lên trên nó học và nó bán người ta. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chú Tư. Gì đâu. Bây giờ tôi mới hiểu, sách có cái câu rất là hay: lúc hoạn nạn mới hiểu tình bè bạn, lúc sinh tử thì... Thôi, chú sao văn chương quá. Ê, mai mốt mày sắp xa xẻo lá lên Sài Gòn học rồi á, có định đãi hai tao gì không? Từ từ rồi tao tính. Đã hứa rồi nha. Mày. Nè, con đi lên trên trển á, học hành cho đàng hoàng, dạ. Không có tụ tập chơi bời liêu lỏng nghe chưa? Dạ con biết rồi mà má. Nè, con là niềm tự hào của xẻo lá đó. Dạ. Lên tới nơi á, gọi điện về cho má, rồi viết thư về thăm má thường xuyên nghe chưa? Rồi con lên đến đó còn gửi mail về cho tía má mà. Trời ơi lẹ đi, khách chờ bệnh quá trời kìa. Rồi biết rồi mày, thưa má đi, thưa tía đi, thưa bác hai đi, thưa bác Hương đi. Đi đi con. Khổng Minh, đi học hả con? Dạ. Học giỏi nghe. Dạ con cảm ơn. Nè, lên trận nhớ gọi điện về cho má nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ê, tám, trời với, trời tao với. Thằng con mà chậm quá nghe con. Thưa tía má con đi, thưa chú thím con đi. Mày cũng lên đường nữa hả? Ủa nó cũng đi học nữa hả bà? Đâu có đâu. Dạ dạ đâu có, con lên xã con học. Con đi nha. Minh, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Trời ơi, con cái nó đi học nhưng đi đâu mà khóc khóc như là đưa đám vậy. Khóc kể tôi. Giới thiệu cho tôi đi. Đừng có lo. Về đây tôi lo hết. Có từ hết này đừng có lo gì hết. Rồi quyết định vậy nha. Tôi chờ á. Vậy là ổn rồi, khỏi lo nữa. Chú Tư. Anh hai, làm gì mà anh hai? Làm gì suy tư dữ vậy? Đang tính chuyện xây cầu hay gì á? Chuyện xây cầu á, tôi tính hết rồi. Mình phải vận động bà con quyên góp, có tiền mới bắt tay vô được. Chuyện này á, phải bàn với ông Bình phó chủ tịch xã mới được. Xin lỗi anh hai nghe, lúc này tứ ếch này bận lắm ha. Cái chuyện xây cầu để từ từ tính đi anh hai ha. Ủa, mình bàn với nhau rồi mà, từ từ là chừng nào lẫn. Nhưng mà anh thông cảm, tôi còn phải lo cái nồi cơm của tôi nữa anh hai. Cái chuyện xây cầu á, để khi khác mình tính. Bây giờ ếch đi nghe, có công chuyện phi vụ làm ăn ngon lắm. Trời đất ơi, không cần mày đâu Tư hết, tao rủ bỏ đời làm lóc cá hả? Tôi nói đâu có sai đâu, tôi đoán đâu có sai. Cả xóm mà gom góp lại giỏi lắm được 50 triệu. Chừng nào mới đủ tiền xây cầu? Bà con của mình còn khó khăn lắm, ai người ta cũng muốn đóng góp nhiều nhưng mà không có khả năng. Bình. Dạ. Bây có cách nào kiến nghị lên trên được không? Bây giờ mình phải chờ thôi chú hai. Con cũng nghe phong phanh là mình sắp có kinh phí rồi. Nhưng mà chắc không phải là người ta hỗ trợ 100% đâu. Bởi vì bây giờ nhà nước đang khuyến khích xây dựng những công trình công cộng mà do nhà nước và nhân dân cùng làm. Vậy thì theo tôi nghĩ là mình phải vận động tiếp bà con. Như vậy thì mình mới đủ tiền xây cầu. Để đến buổi họp dân tới đây, con sẽ trực tiếp tuyên truyền kêu gọi bà con. Con tin là với sự dẫn dắt đúng đắn của cán bộ nhà nước, sau khi tìm hiểu những thông tư, nghị định liên quan, người dân sẽ hiểu thêm về quyền và nghĩa vụ của mình để xây dựng cây cầu cho xẻo lá. Rồi mình quy định ai cũng phải đóng tiền. Vậy là có đủ tiền xây dựng cầu rồi. Con nói đúng ý mọi người quá rồi phải không? Không có được đâu cô Lan ơi. Cô mà đọc ba cái thông tư, ba cái nghị định gì đó, bà con người ta không có hiểu đâu.
Tôi tính vậy nè, bây giờ ba cái chuyện này đó mình phải giải thích làm sao cho bà con dễ hiểu, dễ lọt cái lỗ tai. Rồi sau đó bà con người ta tự nguyện người ta đóng góp mới được. Chứ còn bây giờ áp đặt bà con người ta không có chịu đâu. Dạ. Ê, vậy là bữa đó tôi có việc làm rồi. Tôi sẽ có nhiệm vụ này. Tôi đi tôi thức bà con về. Bởi vì khi nghe con đọc cái thông tư, cái nghị quyết gì đó, bà con tôi ngủ hết trơn rồi. Mấy chú nói vậy nghe sao được. Cái gì thì cũng phải có quy định. Thì người dân người ta mới biết nghĩa vụ của người ta chứ. Mấy chú đây nói đúng rồi đó em. Đâu phải mình cái gì cứng nhắc là mình hay đâu. Cán bộ bây giờ là phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Mình phải đi theo sát với bà con. Thì nhân dân người ta mới tin, người ta mới ủng hộ mình. Con nói vậy phải không hai chú? Thì em nói vậy chứ có ý gì đâu. Hai ổng về rồi kìa. Về rồi, về rồi. Hợp hành đâu dữ vậy? Ta nói từ sáng vậy đâu mà ăn gì được đâu. Sao anh? Sao anh? Để cho uống miếng nước đi. Dồn dập quá, đâu có sức nào chịu nổi. Dạ, dạ. Ông à, mà người ta có đồng ý xây cầu không vậy? Có, nhưng mà còn nhiều khó khăn lắm. Người ta nói không phải là xây một sớm một chiều là xong đâu. Ủa? Là sao? Là đang thiếu kinh phí. Cho nên chính quyền các cấp phải xem xét kỹ trước khi quyết định chính thức. Cho nên nhân dân là phải chờ một thời gian, chờ lãnh đạo thống nhất lại. Lúc bây giờ mới ra quyết định mới cho xây. Vậy hả? Chờ thì chờ. Trời ơi, chờ vậy biết tới bao giờ? Tôi thấy vấn đề lớn nhất là kinh phí. Bây giờ người ta đang khuyến khích đó, cái mô hình là nhà nước và nhân dân cùng làm. Bây giờ tôi thấy vậy nè, anh em mình tính với bà con quyên góp, mỗi người đóng góp vô chút, có kinh phí rồi thì mình mới chủ động. Ê, nhưng mà xóm mình còn nghèo quá, sợ người ta không chịu bỏ tiền ra để mà làm cầu đâu anh ơi. Bây giờ tôi với chú đóng góp trước làm gương, rồi sau đó mình động viên bà con cho nó nhiệt tình. Tôi nghĩ chắc không đến nỗi nào. Thôi vậy nè, để mai tôi bàn với ông Bình, họp bà con lại, rồi vận động bà con mình. Nói dạ, cho nó rõ, để cho bà con mình hiểu. Tôi nghĩ chắc bà con mình không đến nỗi nào đâu. Dạ. Thôi anh tính vậy, tôi cũng theo vậy chứ sao giờ. Thôi vậy đi. Dạ. Uống nước đi ông. Lợi đi làm chứ bộ. Rồi rồi, ngồi xuống đây ơi. Chào bà con, bà con vô đây đi. Ngồi xuống. Qua đây phim tụi tôi coi hả? Đâu có, từ từ để tôi giải trình cái vụ này. Thím Sáu bình tĩnh. Bảy cò tám tàng đâu? Dạ, để dạ, dạ. Coi. Ủa, cái gì mà giống đồ chơi quá vậy? Giống đồ chơi quá vậy? Đồ chơi ra đi đây. Đồ chơi ra vậy? Không sao, bà con cứ bình tĩnh đi. Đây chỉ là cái mô hình thôi. Hai lúa tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Cái cách làm cầu treo, khi mà có kinh phí rồi đó, tôi sẽ làm cái cầu treo y hệt vậy nè. Tất nhiên là bà con đi qua đi lại thoải mái. Dễ thương quá. Xe hai bánh chạy qua luôn. Hay quá. Bà coi qua mở dạ, mở tivi lên. Có tivi kìa. Dạ. Có phim kìa chú. Có phim coi nữa kìa chú. Có phim coi đó. Thấy không? Cái coi đẹp quá ha. Đẹp quá bà con ha. Cái coi đẹp quá đẹp luôn. Đúng á. Nữa rồi bà con. Rồi bà con cứ bình tĩnh. Ngồi xuống đi. Đây là những hình ảnh nằm trong dự án cầu treo của hai lúa. Hai lúa đã lên đường tầm sư học đạo, tìm được kỹ thuật làm cầu treo, về đây làm cây cầu treo cho xẻo lá mình. Mọi kỹ thuật tôi đã nắm trong tay hết rồi. Bây giờ chỉ còn nhờ bà con chung tay góp sức để xây cây cầu này cho nó hoàn thành. Dạ. Để cho bà con em mình đi học hành cho nó dễ dàng hơn. Tôi sẽ ủng hộ hai lúa xây cây cầu này. Bà con ủng hộ không? Ủng hộ. Rồi, cảm ơn chú hai. Cảm ơn.
Phải chi mà cái chuyện gì bà con mình cũng đồng lòng như cái chuyện này á, thì xã mình đỡ biết mấy. Tôi không ngờ nha, buổi họp hôm qua vậy là mọi người hưởng ứng quá trời quá đất luôn. Này đỡ ha. Chào hai chú. Chú ơi. Đi thăm đồng hả? Dạ, dạ. Bởi vậy, đúng á, ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Vậy chứ 10 cây cầu cũng là... Anh hai, anh ba. Sao? Cho tôi góp tiền xây cầu nha, anh hai, anh ba. Dạ, con Sáu nhanh lẹ dữ vậy ta. Dạ. Trời không để tôi lại nhà mà ở đâu giữa đường vậy nè. Có gì đâu anh hai. Mình góp tiền xây cầu là cho gia đình bà con mình có ai xa lạ đâu. Mà thiệt á, hôm bữa mấy đứa nhỏ xém bị lật ghe chết á, nhớ tới mà phát sợ luôn á. Bây giờ anh hai anh ba mà kêu quyên góp bao nhiêu á thì tôi cũng ráng nhịn ăn nhịn mặc mà đóng anh hai anh ba. Mà cô nói đúng đó nha, tiền bạc á bỏ vô miệng nhiêu nó cũng hết. Dạ. Còn xây cầu con cháu mình đi suốt đời luôn. Dạ. Dạ. Bây giờ em đóng góp 2 triệu. Rồi, lấy sổ ghi vô rõ ràng. Cô Sáu đóng góp xây cầu 2 triệu. Dạ. Cô Sáu 2 triệu. Dạ, cô ký. Dạ. Vô đây cái. À. Tụi tôi cũng đang đi quyên góp bà con này cô Sáu. Nếu mà ai cũng như cô, tụi tôi khỏe biết mấy. Dạ. Thôi tôi đi chợ. Sợ mấy anh tới nhà mà không gặp á. Dạ, cảm ơn cô Sáu nhiều ba, nha. Chào anh hai. Dạ. Phải chi ai cũng nhiệt tình như cô Sáu thì tụi mình đỡ biết mấy. Tôi à. Ủa rồi má mày đâu rồi, không ra chào khách quý nè. Rồi rồi, ra liền. Dạ, mời tí uống nước. Ờ. Đây. Cơm sẵn sàng phục vụ khách quý nè. Hì hục cả buổi để mời khách quý đó. Dạ không có. Biết bữa nay có khách quý nên trời ơi con nhái nó hì hục nấu cơm nguyên cả buổi à. Mời cậu Tùng ăn cơm nghe. Dạ, cảm ơn cô. Bữa nay má con nhái làm cái món gì mà ngon thơm quá vậy? Quên. Bữa nay con gái của tía nấu cái món gì mà ngon quá vậy? Quên giới thiệu với cậu Tùng. Đây là con nhái, con gái duy nhất của tụi đó. Nó vừa đẹp nết đẹp người mà đảm đang bếp núc số 1 luôn. Tía, hôm nay có món mắm kho ngon lắm á tía. Biết có khách quý nên con nhái nó hì hục nguyên buổi để làm mắm kho đãi khách á. Nè, giới thiệu cho cậu, mắm kho là món đặc sản của miền Tây. Ai mà húp cái món lẩu mắm này rồi bảo đảm là sẽ ghiền luôn. Cái này có mùi gì ghê quá, con nghe là chịu không nổi rồi. Con ăn đồ tay quen rồi mà. Thôi vậy nghe nhái, con dọn cái mắm vô đi ha, rồi làm một món khác để đãi cậu Tùng. Biết ở bển mà đâu có ăn cái này được. Dạ. Cô chú thông cảm cho con. Con ở bển lâu rồi nên như vậy đó. Không sao không sao, ở bển phải vậy chứ, ai mà đi ăn cái món mắm nhà quê gì được. Không biết ăn mắm uổng nửa cuộc đời. Hỏng ăn, mình ăn hết một mình. Mà không biết cuộc sống ở bển sao ta. Nhà lầu, xe hơi, sướng luôn. Cô chú biết không, ở bển, xe hơi còn nhiều hơn trâu bò ở cái làng mình. Vậy à? Còn nhà thì cao. Cô tút, tỉnh mây sạch. Ở bển sao ngon lành vậy, sao cậu không ở, sao cậu về đi chứ cho cực vậy. Dạ, con về đây là con muốn tạo công an việc làm cho bà con mình. Đó chú Tư. Vậy đó hả? Trời ơi, vậy là kỳ này xẻo rá của mình lên hư rồi bà ơi. Như vậy là phước đức quá. Con ơi, thiếm thay mặt bà con xẻo lá, cảm ơn con. Được rồi. Tôi cảm ơn. Cảm ơn. Bà quá lố. Với lại, con về quê chuyến này
là muốn tìm người tâm đầu ý hợp để tính chuyện trăm năm đó chú Tư. Trời ơi, vậy là cậu Tùng vô đúng chỗ đúng nhà rồi. Chú Tư bị gì vậy? Tôi bị kiến càng nó cắn đau quá. Con kiến à? Xin lỗi cô chú, con có điện thoại. Dạ. Ông nghe, cưới con gái là cứ tùm túp à? Dù sao bên mình cũng là đàn gái, làm gì phải có thể diện chút xíu chứ. Kỳ cục à. Có gì đâu mà tự nhiên bà đá tôi cái quá mạnh vậy bà. Vậy thôi nghe, bận lắm. Con xin lỗi cô chú. Tại vì công việc của con nó hơi gấp. Có mấy việc mà nhân viên giải quyết không được, cứ gọi cho con hoài. Thật là con bực mình quá. À, nói vậy là cậu Tùng đây là giám đốc của công ty trên Sài Gòn hả? Dạ, con làm giám đốc thưa chú. Giám đốc? Dạ. Trời ơi, Việt Kiều, giám đốc, đại gia, đủ tiêu chuẩn của mình rồi. Về kỳ này thì con mở công ty làm ăn và con định mở rộng quy mô về quê mình luôn đó chú Tư. Xẻo lá của mình đỡ lắm rồi. Nhai, bộ mày ngủ trọng hả nhai? Sao giờ này mày chưa bưng đồ ăn ra đãi anh Tùng vậy nhai? Dạ dạ dạ. Có rồi nè tía. Dạ dạ, em mời anh. Hả? Ý trời, con làm không gặp la gì mà đen thùi vậy con? Dạ, cái trứng này là của con gà ác á tía, nên nó màu đen. Trứng con gà ác màu đen? Vậy thì con gà màu đen nó đẻ ra cái trứng màu gì? Con gà đen đẻ ra cái trứng con gà. Con gà ác. Ngộ thật. Ngộ lắm. Mời con, mời con, mời con, mời con, mời con cho cô Tùng đi. Dạ, mời đi con. Dạ, em ăn cơm. Bới vậy ăn rồi cho no luôn, khỏi bới nữa. Ê Tấm Tạng. Gì? Gì vậy? Có chắc chắn là nhái đi ngang đường này không? Trời ơi, người ta nói đảm bảo mà, ngày nào không đi qua đây. Mày có chắc là nhái mê cha Việt Kiều lão quơ lão quắc đó không? Sao hỏi kỹ vậy? Đau lòng hả? Nói đau chạm vào tim rồi. Sao hả? Ông Tư ếch, ông đi đồn nguyên cái xóm này. Ông đồn ông tím mình luôn á. Ông đồn là rể ông đó. Vậy cay lắm hả? Để tao cho thằng chả biết tay tao. Được không? Được không? Ê, mà có chắc là thằng chả với nhái qua đường này không? Hỏi hoài. Tao nói chắc là chắc mà hỏi hoài. Tài thám tử của tôi là nổi tiếng xẻo lá này, mà không ai mà không biết, mà cũng không ai qua đường Tám Tầng này. Được rồi, nếu vậy tao sẽ trả cho mày một chầu hoành tráng luôn. Nhớ nói gì nha bạn nha. Ok. Ê nhái tới. Nó. Ủa? Nhái. Hai người đi đâu vậy? Thì hôm nay nhái đi chợ phải không? Đi chợ. Biết lắm mà. Biết nhái đi chợ nên đón đưa nhái đi chợ nè. Đi chợ nhái. Trời ơi, tốt quá. Cảm ơn em. Đi. Dạ. Đi chợ. Buông ra. Rồi. Người ta hiểu lầm chết. Người ta đồn gì? Mai đồn. Thì em nhái. Em đi chợ à? Cho anh đi với. Dạ. Chồng tin đồn đấy phải không? Rồi. Ai đồn kỳ vậy? Là bất ngờ quá. Đúng rồi. Ai đồn kỳ vậy? Thì chứ đồn gì? Anh này. Trời ơi. Thôi đi. Đứng đây làm gì? Nhái. Đưa đồ em. Nhái đi, còn mày lội qua đi. Kẹo. Ông ăn mình ông đi. Thôi đi. Trễ giờ đi chợ bây giờ. Xuống trễ đi. Giờ bây giờ. Dạ. Giỡn hoài.
nhanh 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 xuống này, nhanh nhanh nhanh. Thôi thôi thôi, tôi tự đi được, đi được. Anh đi anh. Ghê quá. Được không anh, được không? Được không? Dạ. Cẩn thận đó. Rồi. Ê Tấm Đạt, tự nhiên bây giờ tao thích nhảy hip hop quá. Mày chỉ tao đi. Lấy kỳ. Xuống không? Xuống luôn đi. Xuống luôn. Trời. Có sao không? Có sao không? Có sao không anh? Nắm tay em nè. Cứu anh. Trời ơi, cứu rồi đứa cười gì nữa. Anh hai. Hôm rày nhà tôi ếch rộn ràng lắm, anh hai biết không? Tôi nghe bà con ta đồn, ta nói tư ếch kiếm được rễ quý phải không? Nghe nói là Việt Kiều gì đó. Ơi, coi như tư ếch trúng mánh rồi. Trời đất ơi, chú nói gì kỳ vậy? Có đường rễ mà chú làm như chúng lúa hay là chúng gì đó, chúng mánh gì? Chứ còn gì nữa anh, coi như là con rễ Việt Kiều, giàu có, kỳ này lên mặt, coi hai anh em mình không ra gì đâu. Việt Kiều thì Việt Kiều, quan trọng là tánh tình thằng đó kìa. Anh hai! Linh dễ sợ không? Nhắc cái. Ủa, có chuyện gì mà chú đụng đụng vậy chú Tư? Ngồi ngồi uống nước đi, làm gì la sùm vậy? Không uống vậy đó, uống không vô nữa. Mà có chuyện gì? Anh ghen ăn tức ở với tôi phải không anh hai? Trời đất ơi, chú ăn nói gì kỳ chú Tư? Anh còn hỏi nữa hả? Anh hỏi hai quý tử nhà anh kìa. Là sao? Còn giả bộ nữa hả? Chứ không phải anh xài hai đứa con của anh qua phá con nhái với lại thằng Tùng hả? Ủa Tùng nào? Tùng Việt Kiều, rễ chả đó. Anh thấy tôi có rễ quý á, rồi anh phá phải không? Chú nói bậy bạ không à? Bậy gì? Tôi nói cho anh biết à, thằng Tùng con rễ của tôi mà có chuyện gì á, tôi tính sổ với anh nói này. À, chú Tư. Vũ gì trời? Khùng cái gì á? Biết chết liền. Đâu à, bày sáng còn mắt bày coi coi nó ghi cái gì ở trển vậy bay. Thông báo tuyển dụng lao động ở nước ngoài. Tức là xuất khẩu người ra nước ngoài làm việc. Dạ, lúa gạo xuất khẩu, rồi tôm cá xuất khẩu, rồi bây giờ con người cũng xuất khẩu được nữa ha. Đúng rồi, bây giờ là đưa người ra nước ngoài lao động sướng à. Cả nam nữ không phân biệt trẻ già. Ủa, vậy tôi cũng đi được ha? Đương nhiên rồi. Ủa chú ơi, vậy hả? Mình qua đó mình làm gì? Trời ơi, em nói sao chứ, ở bển có việc làm thì người ta mới thuê mình qua, đúng không mấy bà con? Đúng rồi. Cái này được nè, đi nước ngoài chứ đâu phải đi chơi đâu. Đúng rồi. Nè, làm việc nước ngoài á, tiền tính bằng đô á nha, ngon lắm á. Tính bằng đô đó nha. Theo tôi á, ở cái xứ xẻo lá này, đời nào mà làm khá lên nổi. Đúng rồi đó. Ủa đâu? Ủa nhưng mà rồi ai tuyển dụng? Không lẽ nhà tư ếch tuyển dụng? Không, nghe nói là con rể tương lai của chú Tư đó. Trời, Việt Kiều đó nha. Chào bà con cô bác. Bây giờ ngày hôm nay, bà con cô bác nào quan tâm tới vấn đề đi xuất khẩu lao động? Tôi. Từ nghe tôi nói, đi vô nhà tư ếch này ha, để gặp trực tiếp giám đốc công ty Sucarado. Sucarado là gì vậy? Sucarado. Không cần biết, bây giờ không cần biết. Bà con nào quan tâm thì đi theo tư ếch tôi vô trong đó gặp giám đốc công ty ha. Đi. Đổi đời. Đi lẹ đi chị ơi. Cậu đó có cái đầu ngộ quá ha. Hello bà con. Hello. Mày một cậu lao động được không? Công ty của chúng tôi đang tuyển người xuất khẩu lao động với số lượng rất là lớn. Và kính thưa bà con, lương làm việc ở nước ngoài rất là cao, tính bằng 100 đô, 1000 đô và thủ đô. Là sao? Gì? Triệu đô. Chỉ cần bà con qua bển làm việc 2 tháng là bà con có thể lấy lại vốn được rồi. Công ty của chúng tôi
hoạt động trên khắp cả nước và thậm chí trên khắp toàn cầu. Kỳ này do mối quan hệ với chú Tư Ết đây, cho nên tôi mới mở thêm tuyến ở xã Léo này. Dạ, xin lỗi bà con, tôi không dành tiếng Việt cho lắm. Bà con có nhu cầu xin đóng tiền và đăng ký ở chú Tư Ết đây. Rồi, từ từ đi tôi nói. Bà con quyết định nhanh lên nha. Trong vòng một tuần là tôi sẽ khóa sổ. Chi phí giấy tờ là 200 đô. Chi phí làm thủ tục là 3.000 đô. Trời ơi, đừng có nóng, ngồi xuống nghe tôi nói tiếp. Bà con cô bác nghe 3.000 đô thì nó nhiều như vậy thôi. Nhưng mà khi bà con qua bên đó được rồi, lương một tháng là 2.000 đô. Mà bà con chỉ làm hơn một tháng thôi là bà con sẽ lấy lại hết. Nếu vậy thì đỡ quá ha. Mà chưa kể nha, còn có người lương qua bên đó làm từ 4.000 cho tới 5.000 đô tháng. Vậy 3.000 đô đâu có nhầm nhò gì, phải không bà con? Nhưng mà rồi 3.000 đâu mà đóng? Tiền đâu mà đóng đây? Bây giờ tiền đúng rồi đó, người vậy thì không đóng lắm. Nè, trước mắt bà con chỉ cần đóng 200 đô để giữ chỗ cho bà con. Sau khi hoàn tất thủ tục xong hết rồi mới đóng 3.000 đô, chứ không có đóng liền. Và cuối cùng vèo một cái là bà con qua tới bển rồi. Tha hồ mà kiếm tiền bà con ơi. Để coi, 100 đô là 2 triệu mấy. Rồi, được. Rồi nha, từ từ. Dùng cái đó hơn 4 triệu thôi. Chết rồi, cái cầu khỉ này sao anh Tùng qua được? Trời ơi, chuyện nhỏ em ơi, anh qua cầu khỉ là chuyện bình thường. Hồi nhỏ ở Việt Nam anh chạy qua cầu khỉ hoài à? Thiệt á hả? Vậy là không cần em dẫn qua luôn hả? Khỏi cần, để anh, nè, để anh đi cho em coi, đừng làm mất mặt anh chứ em. Đi từ từ thôi nha anh. Anh biết rồi, em có thấy anh giỏi không? Anh giỏi quá à, hay quá à. Anh Tùng hay quá. Cố lên. Hay quá. Anh Tùng. Chết rồi. Anh Tùng ơi. Cứu anh Tùng giùm đi. Cứu anh ơi. Chết rồi. Tùng ơi. Hay thiệt. Cứu anh. Tôi mà. Xin non chét lên là thấy kỳ. Nhanh lên. Cứu anh ơi. Hai cái đứa kia, đứng lại coi. Nhanh lên. Trời. Anh chết à. Có ai cứu giùm mấy. Anh chết đuối bây giờ. Từ từ, bà con đừng có chen lánh giành giật, hồi lộn hết đó nha. Trương Nghị lên tranh bao nhiêu tuổi? 46 tuổi ha. Rồi 200 đô để đây. Rồi. Chú tên gì? Cho tôi đóng trước đi. Trần Văn Ổi hả? Sao anh căng thẳng vậy? Rồi, chú Ổi hả? Nhiều tuổi? Tôi tới trước, cái hồ sơ của tôi đầy đủ đấy. Hai trầu hả? Hai trầu xong ăn trầu. Rồi, hai trầu. Rồi nè bà con, từ từ. Ai cũng có phần hết, từ từ nghe không? Ủa anh hai, anh cũng tới đăng ký xuất khẩu lao động hả anh hai? Tôi đâu có rảnh đâu. Trời ơi anh hai ơi, anh hai qua đây tôi nói anh nghe. Rồi, tiếp theo. Bây giờ vậy nè, nếu như mà muốn đi xuất khẩu lao động đó, anh đóng cho tôi 200 đô trước, rồi sau đó anh đóng thêm 3.000 đô nữa là được đi xuất khẩu lao động. Tôi tới chơi không được hay sao? Bộ có khách Việt kiều rồi tính quên khách về quê hả? Đâu có quên anh hai. Trời ơi anh thấy đó, bà con tới nụ lụt nụ lụt bà. Tôi đâu có rảnh đâu. Thôi anh hai tự xử đi ha. Mấy cái này là cái gì vậy? Nhắm chắc ăn không mà xúi bà con mình nộp tiền vô vậy? Gì mà xúi anh hai? Bà con tự nguyện đóng tiền đó chứ. Mà cái này tôi nói anh hai nghe, là cơ hội cho bà con làng xã mình đổi đời đó anh hai. Cơ hội hay là nguy cơ? Chú biết nó là ai? Mà sao tôi thấy chú tin tưởng nó dữ vậy? Biết sao không biết anh hai? Nó là người quen của tôi trên thành phố á. Mèn ơi anh hai ơi, anh nhìn ta lịch sự tử tế như vậy mà anh nói là lương gạt cái nỗi gì anh hai? Chú đừng có coi mặt mà bắt dòng.
coi chừng gây tai họa cho bà con sớm mình đó. Anh hai này thiệt tình á, nãy giờ tôi thấy anh qua đây anh không có nói được cái gì hay cái gì hơn hết trơn á trội á, anh toàn là nói ba cái chuyện xui xẻo gì đâu không à. Bây giờ tôi hỏi thiệt anh nè, anh thấy tôi mừng ăn được á rồi anh ghen tức phải không? Rồi rồi để con ghi xong cái này rồi. Ai mà tức cái chú làm gì? Chẳng qua là tôi không muốn bà con xóm làng mình bị người ta lừa đảo. Ơi, anh nói ai lừa đảo này? Tôi nói Phong Long vậy đó. Chúng ngay thì chúng. Cha đi kỳ gì ta? Sáng giờ tôi vô đây soạn vô mình ra. Cái thứ gì vậy? Tiền này của chú đúng không? Nè, tiền này của chú chứ bộ. Nè nè nè, cái gì từ từ. Tiền của tôi nè. Chú Tèo nhiêu tuổi? 28 tuổi. Rồi. Đó, sự việc là vậy đó mình. Tao thấy trong cái chuyện này không có bình thường. Dạ. Thì em cũng thấy không có bình thường đó anh Bình. Ủa, nói vậy em có xuống dưới quan sát tình hình hả? Dạ đâu có. Trời ơi, xuống cái xóm đó nóng muốn chết. Em mà xuống dưới đó một buổi thôi thì kem nào giữ được cái mặt của em. Ủa, chứ em nói bất bình thường là sao? Thì em nói mấy bữa nay nè, tự dưng bà con ùn tới đây xin chứng giấy à. Mà anh biết không, toàn là giấy vay nợ ngân hàng không đó. Đó, thấy chưa, 3.000 luôn chứ ít ỏi gì đâu. Bà con, người bán trâu, người bán bò, người bán heo mà không đủ, phải đi vay ngân hàng nữa đó. Chuyện này con thấy đáng nghi quá chú. Quá đáng nghi đi chứ. Chú Hai, bây giờ trước mắt con nhờ chú chuyện này. Chú là hàng xóm của chú Tư, chú khuyên chú Tư một tiếng ngưng ngay cái chuyện này lại. Trời ơi, tao nói rồi mà không có nghe đâu. Còn nữa, tao là ghen ăn tức ở với nó nữa. Trời. Lan. Dạ. Bây giờ em ngưng ngay chuyện tiếp nhận hồ sơ để chứng giấy cho bà con nha. Ừ. Để anh điều tra kỹ cái vụ này coi làm sao. Mày làm sao đó làm à, đừng để bà con xẻo lá mình loạn lên á. Dạ. Thôi tao về à. Cuộc đời hay lúa tao, chỉ biết có cây lúa là duy nhất thôi. Dạ. Dạ thôi chú Hai về nha. Con cảm ơn chú Hai đã bỏ cả buổi trời lên báo chuyện này cho con biết. Trời ơi, ơn nghĩa gì, thấy cái chuyện trái tay gây mắt, nói vậy. Dạ. Thôi. Dạ thôi chú về. Chú gặp Sáu Nhú cho con gửi lời hỏi thăm nha. Rồi thôi. Dạ, chú về nha. Dạ chú. Nè, đánh giùm anh cái thư mời, rồi in ra nhiều bản giùm anh. Dạ. Không biết hôm nay có chuyện gì mà mấy ổng mời mình tới đây họp vậy mấy bà? Ở nhà tôi lu bu biết bao nhiêu chuyện mà kêu vô đây họp không biết có chuyện gì nữa. Trời ơi, bà con trật tự đi. Có công việc người ta mới mời lên đây họp hội, chứ đâu có rảnh đâu mời lên đây ngồi chơi nhiều chuyện đâu. Kìa đó, chú Bình phó chủ tịch tới rồi kìa. Chào chú Bình. Dạ, chào bà con. Chào chú Bình. Chào chú Hai, chào chú Ba. Cảm ơn bà con đã tới đây họp đông đủ. Tôi có một vấn đề rất quan trọng muốn truyền đạt lại cho bà con. Có chuyện gì nói đi phó chủ tịch. Tôi đang chăm đàn heo ở nhà bận lắm. Dạ, tôi sẽ trình bày liền. Tôi nói thiệt đó nha, tôi chỉ lo chuyện tiền bạc cho con tôi xuất khẩu lao động thôi. Ngoài ra tôi không có an tâm chuyện gì khác hết á. Mấy người trật tự giùm đi. Thưa bà con, hiện nay theo như tôi được biết thì có một số hộ đã đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại nhà chú Tư Ích. Tôi khuyến cáo bà con mình khoan hãy đăng ký tham gia đã, bởi vì xã chưa có xác minh được là công ty của anh Tùng là có đàng hoàng hay là không. Tôi thấy chú Tùng là con rể của chú Tư Ích, có gì đâu mà phải xác minh nữa. Tôi thấy nó ăn mặc sang trọng lắm, mà tính tình lại vui vẻ nữa, có gì đâu mà phải xác minh. Chỉ có điều nó nói chuyện thì hơi khó nghe thôi, tại vì nó là Việt Kiều mà. Nếu không tin nha, con Tư Ếch đi làm vậy. Mà lạ, sao không thấy chú Tư Ếch đâu ta? Không thấy con Tư Ếch đâu hết à? Chú Tư Ếch đang bận rộn, có rảnh đâu mà đi họp. Không lên, chú Tư Ếch đang lo giấy tờ cho bà con, bận rộn lắm. Đúng rồi. Bà con trật tự giùm chút đi. Nội dung cuộc họp hôm nay thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi nhắc lại với bà con là mình khoan hãy đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại nhà chú Tư Ếch nha bà con. Nếu đợi tới xác minh được thì trễ quá rồi. Thằng con trai tôi đang háo hức chờ đợi xuất khẩu lao động đó. Thật tình á, ông phó chủ tịch xã lo xa quá rồi đó. Có vậy thôi mà cũng mời bà con tới họp mất thời gian quá. Dạ. Đúng rồi. Thôi, về. Thôi đi về. Dạ bà con về.
thôi về đi, về chú hai, chú ba, hai chú thấy con làm vậy được không? Sao hình như con thấy bà con không có hài lòng. Tôi thấy cũng đâu có gì đâu. Tên Tùng là người quen của Tư Ếch, chắc chắn Tư Ếch cũng phải xác minh rồi. Ê, chú đừng có nói với tôi là chú cũng muốn đi lao động xuất khẩu nha. Thì tôi thấy cũng đâu có cái gì là không tốt đâu. Chú ba, ở đây không có cái gì xấu hết. Thậm chí xuất khẩu lao động còn là một cơ hội để bà con mình làm giàu. Nhưng với một điều kiện, công ty của anh Tùng này phải làm ăn đàng hoàng. Mà cái chuyện này xã chưa xác minh được, cho nên con mới nói là bà con mình cố gắng chờ đi. Rồi làm sao đó làm. Tôi chỉ sợ là làm mất lòng của bà con cô bác thôi. Thôi, mất lòng thì chịu à. Chuyện này là chuyện quan trọng. Cậu Bình, cậu phải cẩn thận đó. Dạ, con biết rồi chú. Dạ, con cảm ơn hai chú nha. Dạ, hai chú về. Chú về. Gì con? Cái gì mà rần rần cái mặt mày ẹo ẹo lại? Thôi muốn nói gì nói đi ông ơi. Nếu như má là một bà tiên á. Không, má chỉ là cô tiên thôi. Má có phép á, má có cho con một điều ước không? Trời, cho chứ sao không cho. Má mà là bà tiên á, ai mà xin cái gì mà má thấy hợp lý hả, má làm phép cho hết. Thôi vậy bà tiên cho con tiền đi xuất khẩu lao động đi. Con nói thiệt hay nói giỡn vậy? Dạ con nói thiệt đó má. Đi xuất khẩu lao động? Dạ. Mày khùng hả? Con nói thiệt á. Con chỉ thấy hả, đi xuất khẩu lao động là con mới được đổi đời thôi. Trời, mấy khung hả? Nhà này không có cho ai đi đâu hết á. Con mà đi á, rủi có chuyện gì á, biết đường đâu mà tía má kiếm con. Đi về chứ đâu khoảng đi luôn đâu má. Đi xuất khẩu lao động, mày biết bao nhiêu tiền không? Ít lắm, có 3.000 đô rồi má. 3.000 đô? Dạ. Rồi cái nhà này lấy tiền đâu ra? Trời ơi, sao má không có? Nè, má bán bầy heo đi, rồi bán ao cá luôn. Có tiền dư cho con luôn á. Bộ mày khùng rồi hả cò? Đừng bao giờ nói chuyện đó nghe chưa? Trời tía con mà nghe thấy á, ông đánh mày mập mình nghe chưa? Trời đất ơi, cái gì mà mới tới cổng chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi. Cơm thế... nước gì chưa? Ông về, ông xử thằng quý tử ông nè. Nó đòi 3.000 đô đi xuất khẩu lao động. Trời, nghe sướng ghê luôn á. Cái gì? Mày khùng hả cò? Mày nói cái gì với má mày nói lại tao nghe coi. Dạ, đâu nói gì đâu. Con chỉ xin 3.000 đô đi xuất khẩu lao động thôi. Mà tía yên tâm đi, sớm mình gần gần người đi luôn chứ bộ. Đâu phải mình con đâu. Ai đi thì kệ người ta. Nhà này không ai đi hết á. Sao vậy tía? Tôi tía không nghe câu này hả? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Ở nhà với má biết ngày nào khôn. Ở đó mà dạ. Biết ngày nào khôn nè. Tính cái chuyện ở trên trời dưới đất không? Tự nhiên kêu bán heo, bán cá, bán nhà, bán đất đi xuất khẩu lao động. Tao đâu có bị khùng như người ta đâu. Mày kêu tao làm mấy cái chuyện đó hả cò? Chú hai lúa, chú hai lúa. Gì vậy? Con sắp được đi nước ngoài rồi. Sắp thành chị Kiều rồi đó. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Tư Ích, ngồi dưới nói chuyện chút coi. Anh làm gì la lớn quá anh hai? Thì vô từ từ ngồi xuống uống ly trà nói chuyện ơi, có gì đâu. Chú dẹp dùm tôi ba cái trò xuất khẩu lao động này được không? Ủa gì kỳ anh hai? Công việc làm ăn của nhà tôi mà. Anh kêu dẹp làm sao anh hai? Công ăn việc làm gì của nhà chú? Hồi trước tới giờ chú có làm ba cái trò này không? Thì hồi trước giờ không làm, bây giờ tôi mới làm nè. Công việc của con rể tôi, à của cháu Tùng đây, thì cũng giống như là công việc của tôi vậy nè. Chú nói gì mà chú không biết mắc cỡ hả? Ủa anh nói gì anh hai? Anh hai nói vậy là sao anh hai? Tôi nói vậy đó, nghe được nghe không được thôi. Con chào chú. Ủa mà tự nhiên công việc gia đình tôi, cái tự nhiên anh xía vô chi vậy anh hai? Ai mà thèm xía vô cái chuyện nhà của chú. Nhưng mà chú làm ảnh hưởng tới gia đình của tôi.
Ủa, ảnh hưởng gì anh hai? Mắc mới gì ảnh hưởng anh hai? Đang yên, đang lành, bỗng nhiên chú bày ra cái trò xuất khẩu lao động, làm cho gia đình tôi xào xáo. Thằng con nhà tôi á, cứ một hai đồ thế nhà, bán đất, bán heo, bán gà, bán vịt để lấy tiền, đóng tiền đi xuất khẩu lao động. Làm sao? Ủa gì kỳ vậy? Tôi thấy xã này đâu có nhà nào mà hay là ai xào xáo gì đâu, mà chỉ có mình gia đình anh xào xáo vậy anh hai. Tôi làm ăn lương thiện, khi không có anh tới anh đòi dẹp, vô lý quá vậy anh hai. Tôi không biết lương thiện hay không à. Được rồi, được rồi, giấy tờ là con đã nhận đủ hết rồi. Cô với chú cứ yên tâm đi, không có sao đâu. Coi vô tôi đúng nè. Bà con, tôi khuyên bà con, bà con nên tỉnh táo lại. Cái vụ gì trong chuyện bất thường này? Nghe đi mà biết. Tôi thấy cái chuyện xuất khẩu lao động này á, nó còn mờ ám, chưa có rõ ràng. Bà con mình cứ từ từ, đừng có manh động. Có chừng á, tiền mất tật mang đó. Gì mà tiền mất tật mang, chứ hay nói gì kỳ vậy? Sao dạ, nói kỳ vậy trời? Người ta đang yên tâm, người ta không có gì, không có gì. Kỳ này là tôi chơi mạnh tay à. Chú hù tôi hả? Anh hãy nói gì? Tôi hỏi bà con nè, ở đâu ra cái thằng Việt Kiều lạ quắc lạ quơ này? Bà con tin tưởng nó, giao tiền giao mạng cho nó, mai mốt bị nó lừa, lúc đó bà con hối hận không kịp. Đúng quá à. Thưa bà con, công ty của tôi đã hoạt động lâu năm ở trên thành phố và mở rộng mạng lưới khắp cả nước. Điều này đã có chú Tư Ết đây chứng thực. Tôi xác nhận, tôi xác nhận, tôi xác nhận. Có giỡn trừ trách nhiệm. Thật ra tôi cảm thấy gắn bó với bà con nơi đây, nên tôi mới mở chi nhánh ở cái xã Léo này. Trời ơi, xin lỗi, xẻo lá, xẻo lá. Xin lỗi bà con, xẻo lá. Đúng rồi. Chứ kinh doanh ở đây tôi không đủ sở hữu. Chẳng qua vì thấy bà con ở đây là lối sống của chú Tư, cho nên tôi muốn giúp đỡ cho bà con có cơ hội làm giàu. Không lẽ tôi tin tưởng bà con mà bà con lại không tin tưởng tôi? Đúng rồi. Phải tin tưởng. Đúng. Để tương lai của anh Tư mà. Chú Tư hết. Đứa con này nè. Được rồi đó. Tin tưởng thì sao mà không biết nữa. Anh hai thấy chưa? Anh hai thấy bà con nói chưa? Anh ghen ăn tức ở với tôi đúng không? Tôi ghen ăn tức ở với chú làm cái gì chú Tư? Tôi chỉ muốn cảnh báo bà con mình thôi. Cả chú luôn. Có chừng á, bị người ta lừa mà không biết không hay á. Cảm ơn anh hai quan tâm, nhưng mà tôi nghĩ anh hai nên về lo cho gia đình của anh hai trước đi anh hai ơi. Anh hai không biết cách mần ăn thì để cho người ta mần ăn, đừng có kiếm chuyện. Coi không được tí nào anh hai ơi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó anh hai ơi. Chuyện làm ăn của người ta mà. Về cho heo ăn đi. Kỳ quá. Rồi đây bà con sẽ hối hận, thấy không? Cả chú luôn nữa đó, chống con mắt lên coi. Ơi, về cho heo ăn, chống mặt đi anh hai ơi. Sao lại nói tôi lừa đảo? Ủa, xin chào bà con. Hôm nay có chuyện gì mà sao bà con tập trung đông đủ quá vậy? Cậu Bình à, cậu coi cô Lan có làm việc gì kỳ quá à. Kêu chứng giấy mà không chịu chứng nè. Nè, chú Bình coi, tụi tôi tới chứng giấy mà cô Lan làm khó dễ. Nói là quỹ ban không có chứng nữa. Mai là có cậu Bình tới đây, chứ tụi tôi chịu hết nổi cô Lan đó rồi. À, anh bình tĩnh để tôi trình bày. Bà con bình tĩnh đi. Thật ra cái chuyện mà quỹ ban không chứng giấy cho bà con nữa là quyết định của tôi, chứ không phải của cô Lan đâu. Ủa sao kỳ vậy cậu Bình? Trời ơi, cô Lan đã quan liêu mà ai ngờ phó chủ tịch cũng như vậy. Vậy là quan liêu từ trên xuống dưới rồi. À, không, chuyện này quá phải như chú nói đâu. Bà con thông cảm đi. Cái chuyện mà xuất khẩu lao động, con thấy có nhiều nghi vấn quá, cho nên con mới ngưng cái chuyện chứng giấy tờ để bà con đi vay tiền ngân hàng. Thật ra cái này thì con cũng chỉ muốn tốt cho bà con mình thôi. Con sợ bà con bị tiền mất tật mang. Chú Bình cứ chứng đi. Tụi tôi chịu trách nhiệm mà. Chú cứ chứng đi. Đúng rồi, chú cứ chứng đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Bà con đừng có sốt ruột quá. Bây giờ bà con cứ về đi, chờ một hai bữa nữa. Nếu như con xác minh được chuyện này rõ ràng rồi á, bà con cứ đem giấy tờ lên đây, phó chủ tịch xã sẽ chứng giấy cho bà con. Chờ một hai bữa người ta khóa sổ mất thì làm sao? Đây là cơ hội hiếm có mà, chần chờ mất hết cơ hội làm sao đó. Chú Bình, chú Bình, chú ký giùm tôi đi. Ờ,
không được đâu bác. Tôi đã nói lý do rõ ràng rồi, bà con về nhà chờ đi. Hiện tại bây giờ ủy ban xã sẽ không chứng giấy tờ cho bà con nữa. Chào bà con. Xác minh rồi mà xác minh, không làm thì nó không làm cho rồi. Trời ơi, vậy thì lấy tiền đâu nộp để mà đi đây? Lan, Lan, em sao vậy? Bộ bệnh hả? Thôi, em về sớm đi em. Bệnh đâu mà bệnh, còn hơn như vậy nữa. Thiệt là khủng khiếp mà. Chuyện gì mà khủng khiếp, kể anh nghe coi. Tất cả đều xúm vào em, ai cũng hùng hổ lao tới hết á. Ủa, nhưng mà họ là ai mà tự nhiên sấn sổ vô em vậy, hả? Thì họ lao tới, chì giấy ra bắt em đóng dấu chứ sao. Trời đất ơi, em làm anh hết hồn. Hồi nãy giờ em kể, anh tưởng em bị đánh ghen không? Làm anh hết hồn hết vía. Trời ơi, còn hơn như vậy nữa. Thiếu điều, người ta muốn xé em ra thành trăm mảnh luôn đó. Nhưng mà em vẫn kiên quyết nói không. Đó, em làm vậy là đúng rồi đó. Nè, uống nước đi. Bây giờ, mình phải ngưng ngay cái chuyện chứng giấy cho bà con. Nếu không, bà con sẽ đi dây tiền ngân hàng nộp hết cho tụi nó. Vấn đề quan trọng bây giờ á, là mình phải điều tra cái chuyện này như thế nào. Nhưng mà họ chì chiết, trách móc, mắng mỏ em nè. Thì bây giờ mình phải ráng chịu chứ sao em. Tại vì lúc đầu bà con chưa có hiểu, cho nên người ta hơi lớn tiếng với mình vậy thôi. Ráng chịu chút nha. Phó chủ tịch chịu thì chịu, chứ em có chịu đâu đó. Ủa là sao? Tự nhiên bắt người ta làm cái bia đỡ đạn à. Lan ơi Lan, em làm cái gì mà nói quá vậy Lan? Bia đỡ đạn là sao? Phó chủ tịch à, em chịu khó, chịu khổ là chỉ vì một điều thôi đó. Vì cái gì? Thì vì phó chủ tịch chứ ai. Ê, vì anh hả? Em kẹo anh hoài. Thôi làm việc đi. Kính thưa bà con cô bác, hiện nay công ty Sukaraki Osukarado của cậu Tùng đang gấp rút hoàn tất giấy tờ để đưa bà con đã đăng ký lên Sài Gòn để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Ai đã đăng ký và đóng tiền thế chân rồi thì nhanh chân đóng đủ tiền luôn để cho công việc được thuận lợi nhanh chóng. Anh Tư, anh báo gấp quá, tiền đâu mà tôi lo cho đủ đây. Anh Tư ơi, tôi làm gì có tiền, tôi phải cầm sổ nè, sổ hộ khẩu nè, sổ đỏ nè, rồi phải đi tới ngân hàng. Khổ nổi á, bữa nay ủy ban nó ngừng rồi, nó không có chứng giấy. Vậy là mình không có tiền, biết làm sao giờ. Thì cứ nói chờ bên xã xác minh xong á, nó mới chứng giấy, mình mới ra ngân hàng mới có tiền được anh Tư à. Dạ sao kỳ vậy trời, tự nhiên bên xã làm khó mình dữ vậy trời. Cái vụ này kỳ à. Thưa bà con, để thuận lợi cho công việc thì tôi có một giải pháp này, có thể giải quyết nhanh cho bà con. Giải pháp sao? Bây giờ bà con chưa có đủ tiền, tôi chấp nhận cho bà con nợ. Nhưng mà nếu muốn chắc ăn thì bà con nên đóng trước số tiền mà bà con có. Khi nào lên Sài Gòn chúng tôi sẽ thu phần còn lại. Nhưng bà con lưu ý, số tiền bà con đóng càng cao, càng nhiều thì độ ưu tiên càng lớn. Ủa vậy sao trời? Vì số lượng có hạn, ai đóng trước nhiều hơn thì chúng tôi sẽ ưu tiên dành cơ hội cho người đó đi trước. Vậy là mấy anh chị, bây giờ mà thôi mình ráng chạy tiền đi nha, chứ mất cơ hội là uổng lắm. Ở đây á, một tháng mình làm gì có được mấy ngàn đô, phải không? Tôi thì cũng có mấy miếng đất, mấy thằng con tôi cũng ao ước được đi lắm. Nhặt cái là giấy tờ chưa xong sao bán, không biết sao nữa. Nè, bây giờ bà con thấy không? Công ty Sukarado của cô Tùng không chỉ làm ăn kinh doanh mà luôn đề cao yếu tố nhân đạo, luôn tìm cách xử lý hợp tình hợp lý. Vậy bà con hãy ráng đóng góp cho đủ nha. Ai nộp trước thì được trước,
Ai mày vô, mày vô, mày vô. Tốt quá. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Mày vô, mày vô. Công ty của người ta kinh doanh lớn vậy mà thấy ra giống như là bán hàng rong vậy. Tiêu quên. Mấy đứa con tôi nó mừng lắm đó bà. Bà con ráng về gom tiền rồi ngày mai qua đóng nha. Càng nhanh càng tốt nha. Rồi. Vậy mình gom tiền đi. Bà heo tôi bán hết nha. Chào bà con. Hẹn gặp lại bà con. Nhớ nghe gom lẹ lẹ nha. Đi bà con ơi. Trời ơi. Cậu Tùng mời ngồi. Anh nhái à. Con vô con kiếm cái gì cho cậu Tùng với tía Lan Lan nha con. Dạ. Dạ cảm ơn chắc chú. Chắc là có chuyện gì quan trọng dữ lắm nè. Cho nên đêm hôm vậy mà anh hai với lại cậu Bình qua nhà của tôi. Đúng không anh hai? Chú Tư, hồi nào tới giờ tôi coi chú như anh em ruột thịt. Tôi làm như vậy cũng là lo cho chú, lo cho bà con xẻo lá mình thôi. Khỏi đi anh hai. Chuyện gì á thì tôi còn nghe. Cái chuyện này anh hai không ủng hộ tôi thì tôi cũng không quan tâm. Mà anh hai nấy sống cho nó khỏe đi anh hai. Chú Tư, vấn đề này á, con cũng cùng quan điểm với chú hai. Bây giờ lý lịch nhân thân của cậu Tùng, kể cả công việc của cậu Tùng nữa, chưa có rõ ràng gì hết trơn hết trọi. Mà bây giờ chú Tư đã vội vàng làm theo những gì cậu ấy yêu cầu. Con thấy là chú hơi chủ quan đó nha chú. Phó chủ tịch nói chuyện hay quá ha. Vậy tôi hỏi cậu nè. Sao chú? Nếu như hết hạn nộp hồ sơ, bà con không kịp đi xuất khẩu lao động, lúc đó phó chủ tịch có chịu trách nhiệm hay không? Dạ thưa chú, nhu cầu tuyển dụng lao động của nước ngoài lúc nào cũng có. Bây giờ không có dịp này, mình đi dịp sau. Chú lo cái gì? Đúng vậy. Tôi nghe nói nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động. Mà nói đâu xa, trên thị xã cũng có mấy trung tâm ta giới thiệu. Dạ. Mắc cái gì mà chú phải xúi bà con làm cái chuyện mạo hiểm? Lỡ không ai, tiền mất tật mang, ai chịu trách nhiệm đây? À, tôi nói thiệt với anh, tôi với bà con đây nghèo dữ lắm, không có đủ thời gian và tiền bạc để bỏ vô mấy cái trung tâm thị xã đó đâu. Còn chính sách của nhà nước đó thì tụi tôi không có đủ tiêu chuẩn đâu. Anh hai thích á thì anh hai đi đăng ký đi. Chú Tư, tôi nói chuyện đàng hoàng mà chú không biết phải quấy là sao? Lỡ bà con mình bị lừa, ai chịu trách nhiệm? Anh khỏi lo, có chuyện gì tôi nè, thằng Tứa này chịu trách nhiệm nè. Được chưa chú? Thôi, chú hai bớt nóng đi. Nếu mà chú Tư không chịu nghe, thôi chú cháu mình về. Về đi, không tiện. Tưởng là tôi không biết mấy người phá hoại tôi hả? Chú Tư, con với chú hai á không có ngăn cản hay là phá hoại công chuyện làm ăn của chú. Nếu như chú đã nghĩ như vậy, con cũng không còn gì để nói. Nhưng mà con chỉ nhắc chú một điều thôi. Chú và cậu Tùng, nếu như có làm gì ảnh hưởng đến bà con ở Xẻo Lá, chú phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chào chú. Tưởng tôi không biết âm mưu phá hoại của mấy người hả? Còn lâu à. Anh Tùng, sao không đợi sáng mai cô Bảy đem tiền qua? Đêm hôm mà mình đi như vậy, chi cho mắc công vậy anh? Anh thấy cổ đi tới đi lui tội nghiệp quá, mình ráng đi cho cô đỡ mất công nghe em. Anh Tùng thiệt là tốt bụng quá. Tính anh xưa nay thương người mà em. À, chúng ta qua nhà cô Bảy xong, em đưa anh qua nhà cô Hai Mộng luôn nha. Anh coi cổ có đóng tiền luôn không, để anh còn chốt sổ. Dạ. Cuối tuần này anh lên Sài Gòn, em xin tía má đi cùng với anh. Đến đó anh sẽ mua đồ hiệu tặng cho em. Sắp định cư nước ngoài rồi mà còn mặc mấy bộ đồ này, anh thấy không được đẹp chút nào? Anh Tùng, em mặc đồ hiệu chắc đẹp lắm anh ha. À, tất nhiên rồi, em đẹp như hoa hậu mà. Em mà không mặc đồ hiệu thì uểnh lắm. Thôi mình đi. Dạ.
Dạ. Chú lấy đợi. Chú lấy đợi. Có gì không cậu? Dạ, chú làm ơn đưa con qua sông. Bao nhiêu tiền con cũng trả hết. Cậu là ai mà đêm hôm khuya khoắt vậy á? Tôi không có đưa đón ai hết cậu ơi. Dạ thưa chú, con là Tùng, con rể của chú Tự Ết này chú. Ủa, Tự Ết này cả con xong mời ai hết vậy ta? Dạ, sắp cưới thôi chú à. À, vậy hả? Con biết đêm hôm khuya khoắt con làm phiền chú, nhưng mà tại con đã có công chuyện gấp, công ty buộc con phải về liền. Con phải về trong đêm nay để sáng mai con giải quyết xong con trở lại đây liền. Chú giúp con đi chú. Mà có thiệt vậy không? Con nói thiệt mà chú. Chú đưa con đi đi chú. Nè, con gửi chú 200. Đây, chú cầm đi. Chi nhiều dữ vậy? Thôi, cất đi. Để chú qua bển rồi tôi lấy tiền. Nhưng mà giờ cậu xuống ghe đi, rồi chút tôi xuống sau. Con cảm ơn chú. Thôi chú, bây giờ mình đi luôn đi chú. Tôi nói cậu xuống trước đi, rồi tôi xuống sau. Vậy con xuống trước nha. Trào Long đó chú. Ừ. Cái này khách quý lắm á, tôi mới lấy trà này để tiếp khách đó. Chứ hồi nào giờ anh ba cho tôi với anh hai uống trà ô lỏng không phải không? Được có, bậy nè. Mọi bữa là trà ô long loại hai. Ừ. Mà tôi cũng uống chứ đâu phải mình chú với anh hai uống đâu mà trách móc. À, nè, cái vụ xuất khẩu lao động nghe nói chú làm ăn được lắm hả? Mày chắc ăn không đó? Tôi thấy anh hai anh cự nữ la lối sùm đó. Trời ơi, cha hai lúa nhà quê đó anh nhắc tới làm gì? Không có biết nắm bắt cơ hội gì hết trơn. Nè, anh ba biết không, sắp tới á, tôi sẽ mở trung tâm giới thiệu lao động nước ngoài thật là hoành tráng. Giới thiệu cho bà con cả quê của mình chứ không phải là xẻo lá của mình không đâu nha. Lúc đó cho cha hai lúa này sáng bắn chả ra. À vậy là vợ chồng chú không đi Mỹ với con gái hả? Đi chứ sao không đi anh ba. Nhưng mà thủ tục rườm rà lắm. Ừ. Trong lúc chờ xuất ngoại ha, tôi sẽ mở trung tâm kiếm đồng ra đồng vô. Ừ. Mà tiện đó giúp cho bà con xã mình luôn. Dạ. Không ngờ có ngày chú Tư lại bỏ cái xẻo lá này mà đi. Con người người ta có số hết anh ba ơi. Tía, tía ơi, tía. Trời ơi, tía. Vô đây, vô đây, vô đây chú hỏi chút chuyện nè. Tía mày chưa kịp uống miếng trà mày làm gì mày gọi giật ngược vậy? Con chào bác ba. Tía. Ừ? Giờ này mà tía còn ngồi rung đùi uống nước trà được hả tía? Nhỏ này, bộ tía mày ngồi rung đùi uống nước trà là chết tay nào hả mày? Không có chết thằng tay nào hết á, mà chết tía, chết luôn con nè. Vậy lần sau cái ông Phụng á, ông gom tiền trốn mất biệt rồi tía. À, ý nói là thằng Tùng nó lừa đảo á hả? Dạ. Trời ơi, con nhỏ gái tụi này nó giỡn lắm. Trời ơi, thằng rể, thằng Tùng, con rể tôi, thằng đó nó tốt lắm, không có đâu. Tía, không phải đâu, con nói thiệt á, ông bỏ trốn rồi. Bây giờ bà con đang tụm năm tụm bảy ở nhà mình la ó đập phá hầm sùm hết á. Họ kêu là tía về liền đi. Trời ơi, thiệt hả con? Họ nói á là ông Tùng bỏ trốn, tía phải chịu hoàn toàn trách nhiệm á. Tía về liền đi tía. Trời ơi, chết tôi rồi.
Sao kỳ vậy? Đi về liền. Đi. Dạ, con đi nha bác ba. Chết thằng tử ếch này rồi. Tía. Làm gì vậy? Ma rượt mày hả vậy? Dạ không phải. Bên nhà chú Tư á, bà con hàng xóm bu đen nghẹt luôn, chửi bới sùm, đập đồ, đập tùm lum tùm la ở nhà chú Tư á tía. Ủa, chú Tư bị giật vợ người ta rồi bị đánh ghen hay gì? Dạ không phải. Cái thằng cha Tùng con rể của chú Tư á, gom tiền đi mất tiêu rồi. Bây giờ hả, bà con kéo đến gần luôn, đòi lại tiền á tía. Thấy không, biết ngay mà. Tao nói cái thứ lừa đảo mà nói hoài không nghe. Kệ nó đi, để cho nó chừa. Thôi, dù gì cũng bà con hàng xóm, mình qua bển có sao tiếp. Kệ nó đi, nói hoài không nghe. Lũ thấy vậy, nói mười cái à. Đức thiệt chứ. Nè. Tự rồi. Tự rồi. Đây nói chuyện. Vợ chồng của ông bà gạt cả lối xóm hả? Tính sao? Gia đình tôi cũng bị nó lừa mà. Mọi người bình tĩnh giùm tôi cái. Trời, bây giờ tôi hứa, tôi hứa là vợ chồng tôi dứt khoát sẽ tìm được thằng Tùng để đòi tiền lại cho bà con được không? Bà hay quá hen. Tìm không được nó, hai vợ chồng bà có trả tiền cho người ta không? Trả không? Tôi cũng bị nó lừa mà. Tại trai từ đó chứ tại ai chứ? Ông đi khắp xóm khắp làng, ông khoe rể quý, rể giàu, rể Việt kiều. Ông còn đứng ra bảo lãnh nhận tiền cho nó thì tụi tôi mới tin chứ. Bây giờ nó trốn rồi thì ông phải đền tiền cho tụi tôi chứ. Đúng rồi đó. Đền đi. Ông đứng ra bảo lãnh trả tiền. Tiền góp của tôi đó. Tôi cũng bị lừa mà. Sao? Bây giờ tính quỵt tiền phải không? Tôi mà không chém được thằng Tùng á là tôi chém bằng cha tôi ít mỏi tay cho coi. Mỗi ai phải chém cưa. Chém nó chủ chết. Hai vợ chồng làm gì mà chém mỏi tay trời? Ra đây. Trời ơi. Trời ơi. Thôi mà bình tĩnh đi. Tôi năn nỉ. Tôi năn nỉ mà vợ chồng tôi cũng bị lừa mà. Ủa, hứa hay lắm mà. Tiếp. Trốn mất tiêu rồi hả? Trời nhái. Lớp. Trời ơi, tôi tính hù chết tiêu nhái. Tiêu ông vô đứng đây làm gì? Con vô, con nói với mọi người bình tĩnh lại. Rồi để tía đi kiếm thằng Tùng đầu tiền lại. Đừng chứ bây giờ tía vô là mọi người chém tía mổ tay luôn á. Tía hay quá hả? Tía có biết bà con nói á, tía phải vô giải quyết bà con mới chịu về, còn không người ta ở ngoài trống luôn á. Thôi tía tự lo đi. Trời ơi, mày nói vậy mà mày nói được hả mày? Chứ đứa nào kêu tía gả chồng Việt kiều, gả chồng đại gia cho nó mặt nó mày hả? Thì con, nhưng mà bây giờ sao con biết được. Tía, hay là tía đi trốn đi, kiếm chỗ nào lánh mặt đỡ đi. Chắc phải vậy quá. Đi tía. Vậy tía dọn trước nha. Đi liền đi. Thôi mà tôi xin mà, tôi xin mà bình tĩnh đi bà, bình tĩnh đi. Tôi xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi mà. Ông có đau không? Tôi hết. Trời ơi, ông trốn luôn rồi. Trời ơi. Em nói thiệt mà mấy anh. Em nói là ngày hôm qua em cầm tiền lên Sài Gòn để làm thủ tục xuất cảnh cho bà con, chứ em đâu có lừa gạt gì đâu anh. Sao anh nói công ty của anh có việc mà? Thì đêm qua thật sự công ty em có việc, mà em cũng phải nói như vậy để cho ông chở em chứ anh. Tại sao anh phải lén lút giữa đêm? Ê, em đâu có lén lút. Em đi cho kịp giờ để đầu giờ sáng mai kịp giờ làm việc. Từ đây lên Sài Gòn cũng mất mấy tiếng lận đó anh. Nè, vậy thì cái địa chỉ này có phải của công ty anh không? Đúng là địa chỉ của em rồi đó anh. Đây là trụ sở chính của em đó anh. Có thật không? Dạ thật. Nếu anh nói sai anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Dạ. Anh xem đi. Chúng tôi đã đến tận nơi để điều tra. Địa chỉ mà anh đưa cho bà con chỉ là một quán cà phê nhỏ, và người chủ quán không biết anh là ai hết. Em nghĩ chắc là lộn rồi đó anh ơi. Ở trên Sài Gòn địa chỉ trùng nhau là chuyện bình thường thôi mà. Anh thật là ngoan cố. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để bắt anh chờ xét xử. Đây, anh xem đi.
hình này chắc lộn rồi đấy. Không phải em đâu. Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Trời ơi, trời ơi, gây ra chuyện chi mà bỏ vợ bỏ con không biết nữa. Có khi nào ảnh đi rồi ảnh quay về không? Nhìn mặt ảnh cũng được mà. Thằng chó nó mà được cái gì? Nó không làm chuyện bậy bạ, làm sao mà trốn nửa đêm? Biết nó trốn đập chết bà nó rồi. Ông biết đi nửa đêm sao mà không cản? Ông này mà biết cái gì? Đêm qua thằng Sến không có đi chơi khuya về, nó thấy thằng Tùng bỏ trốn. Vậy mà chưa trời chưa giật hôm nay nó mới báo. Tức quá trời luôn hả? Hay là mình đi báo chính quyền đi hén. Mặt mũi là mình đi báo chính quyền. Chú Bình á, đã nhắc nhở bà con xóm giềng mình rồi mà có ai chịu nghe gì đâu. Mình ngu nghĩ mà tức luôn hả? Từ sáng giờ á, ông Tư Ếch đi đâu mất tiêu luôn à? Hay là có ăn chia gì với thằng Tùng không? Hén, dám lắm á. Thằng cha Tư Ếch này nổi tiếng tham tiền mà. Đúng rồi đó. Dám có ăn chia lắm á. Còn gì nữa? Dạ, em thề mà, thề luôn. Có em làm chứng nè, không có. Chắc chắn là không có, không có chung với thằng Tùng đâu, trời ơi. Anh không biết thì đứng đây bảo lãnh làm gì. Vợ chồng mà bà kiếm không được nó là tôi đập hết cả nhà bà luôn á. Trời ơi, tôi đã nói khang cả tiếng rồi mà bà con không chịu hiểu gì hết trơn á. Chuyện đâu nó còn có đó. Bà con la hét om sòm như vậy có được cái gì đâu. Nè, suy nghĩ kỹ lại đi. Cái chuyện này là lỗi của thằng Tùng, chứ có phải vợ chồng Tư Ếch đâu mà bà con làm như vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà vợ chồng Tư Ếch á là tiếp tay cho giặc. Đúng rồi. Thưa bà con, cho phép ba đời tính vậy. Cách gì thì mình cũng phải báo với chính quyền. Dạ, tôi với một đại diện của bà con á, lên chính quyền. May ra mình còn có cách. Bà con còn lại, ai về nhà nấy đi, rồi mình đợi tin tức. Vậy đi, vậy đi ha. Mà rủi á, tôi không bắt được nó là tôi trắng tay nghe anh ba. Cả gia tài của tôi á đưa cho nó hết rồi. Sống chết tôi cũng phải đòi được tiền. Tôi không đòi được tiền á thì tôi là mặt mang. Đúng rồi. Chú nóng quá, bình tĩnh đi. Ý tôi nói là bà con xóm giềng với nhau không nên mà cạn tàu ráo máng như vậy, đúng không bà con? Đúng rồi, đúng rồi. Mà nè, cũng tại bà con mình, nếu mà bà con mình cảnh giác á thì mình đâu có bị kẻ xấu lợi dụng. Bây giờ bà con nghe ba đời này một lần đi. Về nhà ha, về nhà chờ tôi đi. Có gì tôi sẽ trực tiếp thông báo cho bà con. Rồi, tôi nể anh ba đó nghe. Bây giờ mình về. Dạ. Nhưng mà từ bây giờ tới tối á, mà không có tin tức gì á là tụi tôi tới đây á, đúng phá rồi, cái nhà này luôn đó. Phá cái nhà này luôn. Rồi rồi rồi, bình tĩnh như vậy là tốt lắm rồi. Vậy thì chuyện sao nữa? Với anh Bảy Tình cùng đi với tôi lên quỹ ban. Bà con ai về nhà nấy đi ha. Rồi nha. Rồi vậy thôi, về. Dạ. Dạ. Bà ơi, nhớ à nghe. Ôi trời ơi, đi lên chánh quyền còn mang cái cây theo làm chi vậy? Đi đi. Anh ơi, anh ba ơi, vạn sự nhờ anh nha anh. Bảo trọng. Anh hai, chị hai, thôi, tha lỗi cho em. Trời ơi anh hai ơi, em xin lỗi anh hai, bữa em hổn với anh hai quá. Anh hai tha lỗi cho em nha anh hai. Bây giờ chú hối hận, chú có đòi được tiền, đòi được danh dự không? Chú bậy quá. Giờ không lẽ tôi đuổi chú ra khỏi nhà, chứ tôi nóng vụ này lắm. Đừng anh hai, trời ơi bây giờ mà anh hai đuổi em ra khỏi nhà, là bà con chồm xóm sẽ xử em đó anh hai. Chú làm như bà con mình đây giang hồ dữ lắm à. Trời ơi có biết đâu, đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Bao nhiêu tiền bạc rồi bà con mình đưa cho thằng Tùng, bây giờ nó đi mất tiêu rồi, hỏi coi có tức không? Tôi đâu có ngu đâu mà mắc lừa cái thằng ranh con đó. Chỉ có mấy người ham tiền ham lợi mới mờ mắt để cho nó lừa được thôi. Anh hai cứ chửi em nữa đi anh hai. Nè đánh em đi anh hai. Em biết tội rồi anh hai. Mà thôi, nó lừa bà con chứ đâu phải chú lừa đâu chú sợ. Chú về bển chú nói với bà con một tiếng cho phải đạo, chứ chú trốn ở đây hoài sao được. Phải đó chú Tư. Nam Nhi đại trượng phu mà, không lẽ giờ chú trốn ở đây hoài không mắc cỡ sao trời? Chú cũng muốn tử lắm, nhưng mà bây giờ chú đâu có tử nổi nữa con. Mày biết mày là ai không Tàn hả? Ra sao cái thằng này ăn cho mập rồi ngu tàu lâu.
xà vô ghế ngồi làm như mình lớn lắm. Cùng lắm á là bây giờ chú về, chú nhận lỗi với bà con. Chứ chú đâu có liên quan tới ba cái tiền bạc gì đâu chú sợ. Có chứ anh hai. Tại cái thằng khốn nạn thằng Tùng, nó dụ em, nó nói ngon nó ngọt cho nên em tin nó. Đứng ra bảo lãnh nhận tiền cho một số bà con, chứ họ không có tin tưởng nó. Phải có em ký nhận họ mới đưa tiền. Trời ơi, hồi nào tới giờ tôi có thấy ai ăn được chú đồng xu các bạc nào đâu. Tại vì nó nói là nó đòi chiêu hoa hồng cho em cho nên em mới tham. Cái này người ta gọi là tham thì thâm nè. Đó, lỡ như mà mình không bắt được nó thì coi như là đi tù thôi. Đi tù. Hả? Gì chị Tư? Giống gì em phải đi tù chị Tư? Ủa? Chú không coi phim hả? Cái này người ta gọi là sai một ly, đi một dặm, bút xa là gà chết. Trời ơi, bữa nay chị Tư đối chữ giống anh ba đời quá. Em không có hiểu. Chị Tư đối rõ chút cho em hiểu đi chị Tư. Ờ, à, thì mà... Ông nói giùm tôi đi. Chứ tôi mà nói chữ nghĩa một hồi là tôi chết luôn á. Chuyện dễ gì mà chú không hiểu hả? Bây giờ chú đứng ra chú bảo lãnh cho thằng Tùng. Ừ. Chú ký chú nhận tiền. Thì bây giờ chú phải trả lại cho anh ta. Ừ. Bây giờ chú không trả tiền cho anh ta thì chú ở tù. Trời ơi, bây giờ em lấy tiền đâu ra trả hả anh hai? Thì bán nhà, bán đất, bán vợ, đỡ con phải trả cho anh ta chứ. Không được, trời ơi, đâu có được anh hai. Cái nhà đó là cái nhà thờ tự của tía má em mà. Đâu có bán được anh hai. Bán không được thì ở tù. Đúng trời rồi. Còn bán như thôi, trời có gì đâu lo. Trời ơi, cái thằng Tùng khốn nạn này. Trời ơi, mày hại tao rồi. Trời ơi. Nhai, 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 nhai. Cái gì? Tôi đang gấp. Nhai. Nhai ơi, nhai. Nó nghe nè. Trời ơi, cái gì? Nhai, nhai, nhai. Cho hỏi cái. Thằng cha Tùng, thằng cha lừa đảo phải không? Trời ơi, người ta nói quá trời luôn. Mà cò đâu có tin. Cò phải đi gặp nhái, hỏi nhái mới tin á. Biết rồi hỏi gì nữa? Mà phải lừa đảo không? Ừ. Ê, nhái, nhái, nhái. Ủa? Ủa giờ nhái đi đâu vậy? Tôi đi lên xã. Tôi gặp anh Bình. Tôi kể cho anh nghe rồi còn tìm cách giải quyết nữa. Lên xã hả? Ừ. Lên xã hả? Đợi chút. Rồi, leo lên đi, cho nó im. leo lên. Nè, nón nè, đổi y. Leo lên, cò chở lên xã cho. Đi bộ biết chừng nào mới tới. Thôi, bây giờ muốn giúp tôi á thì làm ơn chạy về nói với tía ông á là trấn an bà con lại đi, để họ đừng có quậy má tôi nữa nha. Thôi, giờ lên xã trước đi. Rồi chung hồi về nói sao cũng được. Lên lên lên, nhanh đi nhanh đi, gấp lắm rồi đó. Mà khoan. Nhanh lên. Đợi chút đi. Khởi động xong có sức chở nhái lẹ lắm. Trời, gấp lắm rồi, lên đi. Tôi nói nhái nghe hả? Tôi mà gặp mặt được ông Tùng hả? Tôi quýnh bể mặt ổng luôn á. Tôi quýnh bể mặt ông thì có. Ủa sao chưa gạt trống mà đạt khí thế vậy hả? Nhanh lên. Từ từ. Trời ơi, chạy nhanh hết sức rồi nè. Nhanh lên. Trời ơi, từ từ đi. Hâu quá à, chạy xuống ruộng bây nhanh giờ. Nhanh lên đi. Ôi, biết rồi. Tôi đang gấp lắm luôn á. Ừ. Nhanh lên. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì mà tan qua cái gì bãi kiến trường vậy nè, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bộ bà con ngoại dữ lắm hả chị? Tôi ở ngoài chợ đó. Tôi nghe bà con ngoài chợ nói mà tôi đâu có tin đâu. Bây giờ tôi qua nhà tôi mới tin nè. Trời ơi trời. Trời ơi là trời. Sao tôi khổ với chồng với con vậy không biết nữa. Ông dẫn giặc về. Ông hại gia đình. Rồi ông hại luôn chồng sớm. Giờ tôi không biết tính sao nữa chị. Ủa? Rồi ổng đâu rồi? Trốn đâu rồi? Hồi nãy anh bà nói là qua nhà anh hai. Ừ. Trốn cho bà con nguôi ngoai. Ừ. Cái đã. Thiệt. Cũng may là anh hai anh chứa ổng. Ừ. Nếu ổng ở nhà là ổng sẽ trốn trong bệnh viện chứ không có nằm ở nhà đâu. Nói gì mà ghê dữ vậy không biết nữa. Mà thằng Tùng nó bỏ trốn thiệt hả? Không biết có trốn không. Mà lúc em gọi điện cho nó là
Số máy này đã ngoài vùng phủ sóng rồi chị ơi. Là trốn rồi đó. Thì đó. Trời ơi. Hồi đêm á nha, thằng Sến đi chơi khuya về á, cái nó thấy thằng Tùng á, nó lén ôm cái ba lô rồi nó bỏ đi. Chà, cái vụ này cái bộ lớn à nghe. Bà con mất nhiều tiền của quá, họ không để yên cho chú thím đâu. Cũng tại ông nội Tư hết á chứ ai. Một hai là tin tưởng đó. Bây giờ nó trốn đi mất biệt rồi. Thôi thôi, đừng hành xác mình nữa, đau lắm. Nó thôi, làm khổ vợ con rồi nè. Sao tôi khổ quá chị ơi. Mày chạy cái gì? Ủa? Chạy cái gì vậy? Ủa, anh Bình. Ai vậy? Hả? Hai đứa đi đâu vậy? Anh Bình. Dạ tụi em lên xã anh. Hả? Lên xã anh chi? Dạ lên xã để kiếm anh đó. Kiếm anh? Dạ. À rồi biết rồi. Nè, tính lên mời đám cưới em với thằng Tùng phải không mấy cò? Anh này ngộ. Nhà em đám cưới với Tùng mắc mớ gì em chở đi. Thôi anh giỡn mà, anh biết hết rồi. Lên kiếm anh để nói chuyện thằng Tùng Việt Kiều đúng không? Dạ đúng rồi. Anh Bình ơi. Sao? Em xin lỗi anh Bình nha. Tại em không nghe lời của anh á. Mà em bị nó lừa gạt á. Chuyện nó mới ra nông nổi như vậy nè. Thôi biết lỗi là được rồi. Cái gì mà mặt mày bí xị hả? Yên tâm đi, thằng Tùng Việt Kiều bị mấy anh em trên công an xã bắt giam rồi. Ủa anh hả? Sao bắt được hay quá vậy? Thì cũng nhờ chú Bảy Hỷ cảnh giác cao độ. Thấy thằng Tùng kêu chú Bảy là phải đưa qua sông ngay trong đêm luôn. Chú Bảy Hỷ nghi ngờ cái điện cho anh. Rồi anh mới điện cho mấy anh em bên công an xã đó. Bố trí mới bắt được nó đó. Hồi tối tới giờ phải đấu tranh dữ lắm nó mới nhận tội. Nó chối tội dữ lắm. Ủa anh, mà sao chú Bảy Hỷ biết mà báo cho anh vậy? Thì cũng nhờ anh. Anh nói với chú Bảy Hỷ là phải cảnh giác cái thằng Tùng. Nếu mà nó kêu đưa qua sông ngay trong đêm á, thì phải điện báo anh biết. À. Cũng may là bắt được nó lúc nó đang trên sông. Chứ nếu mà nó qua lộ rồi là nó chạy mất luôn á. Em cảm ơn anh Bình nha. Không có anh á, cả nhà em lần này chết chắc luôn á. Thôi khách sáo quá à. Thôi hai đứa tránh ra đi cho anh đi làm. Anh đi hả? Cho em quá gian với. Được. Cái gì vậy? Dạ? Leo lên cò chở đi cho. Thôi cò chở tôi nãy giờ mồ hôi nhễ nhảy ở cong lưng nè. Mệt dữ lắm. Để tôi đi với anh Bình cho ông đỡ mệt. Đi anh đi. Đi ngang chở, từ từ đạp về đi. Đi mà ngang nó nghe. Trời, tránh ra đi. Tránh ra. Bình, mang dép đi. Vô kìa. Mệt quá. Thiệt tình. Ông ơi. Ừ. Giảng cơm. Ủa mày nhỏ đâu hết rồi? Thôi kệ nó, mình ăn trước đi. Chú Tư. Ăn cơm. Anh chị ăn đi, em ăn không có vô đâu. Chú làm gì vậy? Già đầu rồi chứ đâu phải nít đâu. Ra ngồi ăn cơm với vợ chồng tôi nè. Có tôi đi chú sợ gì nữa? Không được đâu anh hai. Trời ơi, bà con chòm xóm á còn bức xúc lắm. Em ra coi chừng họ hàng kéo tới chất chết quá. Chú ngoan thôi, chú về nhà đi. Anh em sống nhau mấy chục năm, tôi không ngờ con ngựa chú nó hẹn vậy. Thôi ăn cơm. Tư ở đây cũng có tự trọng nè. Anh hai đừng có nói em hèn. Ông á phải nói cứng lên vậy á, để cho anh về xin lỗi với bà con rồi mình báo với công an xã, hiểu chưa? Nhưng mà cái bụng em thấy chưa yên anh hai. Bà nói đúng á. Ăn xong á tôi với chú lên báo công an xã, ít nhất người ta cũng bảo đảm an toàn cho chú trong thời gian điều tra. Đúng rồi. Ủa sao nãy giờ em nghĩ không ra kỳ anh hai? Ngu sao nghĩ ra được. Bác hai ơi, bác hai. Tía. Hình như có ai kêu em anh hai. Tía ơi. Hả con? Dạ
Chào hai bác. Ờ. Bác hai, tí còn có đây không bác hai? Trọng á. Trọng á. Tí á, tí ơi, tí đâu rồi? Tí á. Trời ơi mày hả nhai? Tí làm gì mà con kêu tí quá trời, tí không trả lời vậy? Trời ơi, con muốn hù chết tí hay sao vậy con? Trời ơi, tao tưởng tao dí tao nữa chứ. Tí ngồi đây đi, còn qua đây á là báo cho tí với là hai bác một chuyện rất là quan trọng. Chuyện gì á? Chuyện gì? Ông Tùng bị công an bắt ở trên xã rồi. Hả? Thiệt hả con? Thiệt mà, công an sắp qua đây mời tí với mọi người lên xã làm chứng á. Mẹ ơi anh hai, em thú thật với anh hai á. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ, em chưa có mừng bằng gặp ai như gặp cái thằng quỷ của hồn các đảng này đó anh hai. Em mừng ghê anh hai. Mừng phải rồi, gặp lại ghế xịn mà không mừng sao được. Tiền hỡi mi là vuông giấy mong, nghe đã không? Sao hãy đổi trắng với tai đen. Trời ơi, giọng anh hai ngọt quá. Thế nhân lừa lọc đời mang cha, kết cuộc chung quy cùng vì tiền. Hay quá vô anh bà. Tiền bạc ơi cũng nhờ mí mà con người mới sanh ra lệ nghĩa. Rồi cũng vì mí mà lòng người xa đọa sâu xé nhau bởi hai chữ kim tiền. Trời ơi, quá đã văn hường y chang. Đôi nhục làm vinh bán lời mua quyền. Tiền ơi mi chỉ là một mảnh giấy mà người ta đã ghi vào những nét mực đen. Con số trăm ngàn vạn ức triệu muôn đã giết chết biết bao nhiêu thể xác lẫn tâm hồn. Ôi cả một đời khổ trí lao tâm cũng chỉ vì tiền là một mảnh giấy mỏng. Vô đi uống cái đi anh ba. Anh hai vô đi. Nhưng mà bữa nay chú Tư phải mời anh em đi ra cái nhà hàng ba sao ở ngoài lộ mới đúng à. Bởi vì là chú vừa mới thoát qua một tai nạn kinh hoàng, hiểu không? Ra ngoài lộ nhậu không có vui bằng ở nhà. Ở nhà ăn lát mình xỉn cái mình ca giọng cổ nghiêu ngao đồ chơi. Ra ngoài chợ bị người ta rượt, phải không chú Tư? Đúng. Chỉ có anh hai mới hiểu em thôi. Nói chứ anh ba ơi, anh em mình nhậu quê mà, quen nhậu cây nhà lá vườn rồi. Giờ kêu ra lộ nhậu rồi thấy sao anh này? Nói cái đó là tôi dị ứng, tôi phản ứng à. Quê cái gì mà quê? Tôi là thâm nho nha. Tôi là thằng có ăn, có học, có đọc sách nha. Xin lỗi à. Dân thành phố xách dép chạy theo tôi cũng không kịp nghe chú Tư. Em nói phải không anh hai? Hả? Nè, tôi làm mấy câu này chú nghe là hết hồn liền nha. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Cái này hay nè. Anh ba, bộ hai câu thơ này anh làm hả anh ba? Nghĩ sao? Tôi mà làm được mấy câu thơ này tôi đâu có ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Không có đâu. Trong sách, chịu khó đọc sách thì sẽ biết. Trời ơi, vậy là anh chôm hả? Gì? Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô. Ừ. Ừ. Nè vô quá. Ráng cố gắng phấn đấu hết chai này nghỉ nha. À. Trời ơi, vui mà anh hai kêu uống hết chai này nghỉ sao được anh hai. Hết chai này em lấy chai khác cho anh hai. À. Anh hai uống đã ra đi. Cũng may em còn giữ được cái căn nhà này. Cũng không có bị tù tội gì. Thiệt.
Em nói thiệt với anh hai anh ba, em ân hận hết sức. Em chỉ muốn đổi đời cho vợ con em nó mừng sung sướng một chút. Ai về đâu. Thôi mình già rồi, bậc cha bậc chú hết rồi. Mình làm cái chuyện gì cũng đừng để con cháu nó cười. Ai mà không ham giàu, không ham có tiền nhiều, để cho nó đỡ cực tấm thân. Nhưng mà phải hết sức tỉnh táo mới được. Để coi, cái này là gọi là tham lam cộng ngu dốt, thành ra thất bại. À, mà công nhận, thanh niên bây giờ sao mà nó tài giỏi thiệt đó chứ. Thôi đen ơi, toàn là thứ lừa đảo không với tài thành cái gì. Mà nghĩ tới cái thằng Tùng đó, mẹ nó tôi nổi điên à. Ê, 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 bậy nha, bậy nha. Đừng có quơ đũa cả nắm nha, cả làng ta cười chết à. Chú thấy không, thằng Bình á, nó cứu chúng bằng thua trông thấy luôn đó. Anh hai ơi, thằng Bình á là nó ngoại lệ. Nó là dân xẻo lá mà anh hai. Dân xẻo lá thì trượng nghĩa là chúng phốc rồi anh hai. Nè, tiếp tục nè. Đất này nhân kiệt bao đời, nhưng mà trọng nghĩa mấy người đâu ta. Đúng. Đất này nói thẳng thật ra, tìm hoài không thấy thằng cha nào đàng hoàng. Anh ba, ý anh nói tôi là không có trượng nghĩa chứ gì phải anh ba? Thôi, hai chú sao dễ ghê gỗ quá. Vậy sao mình không rủ một Bình nó nhậu cho vui ta? Chắc bữa nào để em làm mồi ngon ngon chút, các em mời nó qua nhậu với anh em mình cho nó vui anh hả? Cái vụ này có bộ lạ nha. Cái bộ hai người bữa nay là kết thằng Bình rồi ha. Nãy giờ cứ nhắc tới hoài. Ây cha, tôi ganh tị hai người quá. Phải chi tôi có con gái, đằng mà tôi cạnh tranh với hai người. Đằng mà coi như là tôi bon chen với hai người ta. Vô cái đây. Vô cái đi. Còn khuya mới có vụ đó. Nó có đến cầu hôn, tôi cũng không gả sao nhú cho nó đâu. Chứ ở đó mà cạnh tranh. Tiêu chuẩn kén rể của tôi là cao dữ lắm nha. Cỡ nó hả? Giới không có tới đâu. Tôi cũng vậy anh bà. Thằng rể của tôi không phải tầm thường được đâu. Đừng có tưởng làm được vài chuyện như vậy rồi ra giá với tôi. Còn khuya. Hai ông nói gì nhớ nghe. Mai mốt mà mời tôi dự đám cưới con gái hai ông với thằng Bình á, tôi không có đi dự đâu. Tôi ở nhà tôi làm phè, tôi làm thơ, tôi phát cho nguyên làng nguyên xóm để cười thúi mũi mấy người luôn nha. Quân tử nhất ngôn. Vô. 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 Chú hai. Ủa Bình. Dạ. Bữa nay nằm giọng thư thả quá vậy chú. Vô trà chơi. Dạ dạ. Rau này nằm chơi cho nó mát. Dạ. Dạ thôi được rồi, để con rót cho. Để tao nữa rồi. Qua cái vụ xóm mình á, bị thằng Tùng nó gạt. Giờ mình thấy bà con xéo lá, thấy thương quá. Mày nghĩ coi. Sao chú? Chứng tỏ bà con mình thiệt thà, cho nên bị người ta gạt. Thì bản chất của dân quê mình á, là thiệt tình, mà dễ tin người nữa. Bây giờ lòng tin đặt không đúng chỗ, cộng với lòng tham, thành tai họa đó chú. Bởi vậy, tao suy nghĩ hoài. Sao chú? Ngoài làm ruộng, phải kiếm gì thu nhập cho nó ổn định để bà con mình làm. Dạ. Cuộc sống đầy đủ thì mới không sợ bên ngoài người ta lợi dụng. Chú nói đúng dữ lắm luôn á. Mà con cũng nghĩ như chú nữa. Nhưng mà đâu phải chú cháu mình muốn á là một sớm một chiều làm được đâu chú. Cái này á là phải có đường lối chính sách rõ ràng để cho bà con mình làm. Mày khỏi nhắc. Làm được, tao làm mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Muốn làm giàu được thì phải có chính sách nâng cao đời sống tinh thần của bà con. Vài bữa xuất hiện thêm thằng Tùng nữa là mệt bà con lắm à.
chú Hai, anh Bình. Ủa, đâu vậy? Ủa, anh Bảy, mới đi ruộng về hả anh? Dạ, nãy giờ kiếm anh mà không gặp. Có chuyện gì không? Mời chú Hai với anh Bình trưa mai ghé nhà con sương sương. Trời ơi, sớm riền không lúc nào nhậu được mày. Đang mùa màng mà nhậu gì? Thôi để bữa nào đi, xong ba vụ này rồi nhậu. Thôi em nói anh Bảy thương nha, em không có biết nhậu. Nhưng mà thôi, bữa nào mùa màng xong xuôi hết, mình làm cơm canh cái em qua nhà ăn cơm với vợ chồng anh ha. Chê nhà tôi nghèo cái gì mà không ghé? Em không có chê, em nói thiệt tình mà. Vậy bữa nào mùa màng xong rồi á, tôi làm bữa tiệc, chú cháu anh em mình lai rai bữa cho đã nha. Rồi, dạ, rồi, rồi, nhất trí vậy đi. Ừ, vậy thôi tôi xin phép. Dạ, dạ, anh Bảy về nha anh Bảy. Ừ. Thằng tội nghiệp, nghèo nhưng mà dễ thương lắm. Dạ. Nó làm lụng dữ lắm. Bình. Dạ. Hôm nay tao thấy bà con người ta mời mày nhậu quá trời, sao mày từ chối hết vậy? Dạ thôi, nhà quê á, tao mời thiệt tình lắm chứ không có mời khách sáo đâu nghe. Con biết chứ, nhưng mà con không có ngại tai tiếng, mà con đâu có làm gì cho bà con đâu. Bây giờ bà con mời con nhậu hoài như vậy á, con thấy ai nái lắm. Cán bộ mà ai cũng được như vậy á, dân đỡ biết mấy. Ý trời ơi. Ủa? Ủa anh Hai. Ừ. Thăm ruộng anh Hai. Ủa chú đâu đây? Sao rồi? Hôm nay tinh thần đồ ổn định chưa? Nhà cửa sao? Ổn định chưa? Dạ thì bây giờ em cũng ráng ổn định tinh thần thôi chứ giờ sao anh Hai? Trời ơi, cái vụ của thằng Tùng á, nó làm cho em mất mặt với bà con chùm sớm quá trời giờ á. Nói thiệt với anh Hai, em ra đường em lủi không dám gặp ai hết anh Hai. Trời ơi, tôi nói chú rồi, mình có tuổi có tác rồi, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó cặn kẽ, đừng làm con cháu nó cười, biết không? Làm giàu thì ai không ham, ai không muốn có tiền nhiều cho nó đỡ cực cái tấm thân. Nhưng mà mình làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ. Dạ em thú thiệt với anh Hai chứ giờ em ân hận dữ lắm. Em cũng tính đổi đời cho vợ con mình nó nhờ, ai về đâu gặp cái thằng lừa gạt. Trời ơi, giờ không biết chui đâu trốn luôn á. Thôi khỏi chui đâu trốn hết á. Bây giờ chú rảnh phải không? Dạ. Rảnh qua phụ với tôi kìa. Nè, phụ với tôi coi mấy thợ nó làm cầu xeo lá. Hổm rồi làm con mình cực quá, kiếm người hoài không có. Ủa làm cầu hả anh Hai? Ừ. Có tiền không vậy? Nữa. Mở miệng ra là tiền, mở miệng là tiền là sao trời? Em giỡn chơi anh Hai. Trời anh Hai làm dữ quá. Nhảy hay quá, tám nhảy lại cái coi. Nhảy nhảy nhảy, em hơi mới nãy á. Nói gì? Không vô không. Ê, làm gì vậy? Người ta đang coi làm gì vậy? Mày coi chương trình nãy hả? Trời ơi, tía mà biết hả, mày coi rồi mày nhảy theo hả? Tía là mày tắt bếp luôn cái con. Chuyện của tôi. Mắc cười quá. Ê, chương trình này coi được lắm nè. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đã đến với đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Tìm kiếm tài năng. Hình như thằng Út Đạt sớm mình nó thi. Vô coi. Không để quý vị chờ lâu, chúng tôi xin công bố kết quả thí sinh đoạt giải cao nhất trong cuộc thi hôm nay. Thuộc về thí sinh mang số báo danh 22, Út Đạt. Dạ em cảm ơn. Hay quá Đạt ơi, hay quá. Hát hay nhất sớm mình luôn á. Xin cho một tràng pháo tay chúc mừng. Ê gì? Tao nói gì mày nghe không vậy? Nghe gì? Này hát thua tôi xa. Cửa nẻo nào qua tôi đâu. Tôi là có nhảy hip hop đàng hoàng luôn á. Hay được rồi. Cần gì ba cái nhảy như mày. Trời lạc hậu dễ sợ luôn á. Thời đại nào rồi, bây giờ hát là phải nhảy hip hop nó mới đỉnh. Sơ mệt. Tao không thèm quan tâm ba vụ đó. Tao đi về nhớ đãi tao ăn nha mày. Lúa không lòi ra được hột gạo nữa. Và bây giờ thí sinh đoạt giải ba mang mã số. Gửi gửi em con sợi dây luôn đi. Cũng đi ba. Ở cho nó đi. Thì có coi tivi không bà. Ông trời bà ơi, coi á. Cái thằng Út Đẹp á, con chú Ba Phỉ. Trời, nó hay dễ sợ luôn á. Tôi nghe đâu nó đọt cái gì giải triển trọng á. Có, tôi có coi.
Trời đất ơi, cái thằng đó càng hay dễ sợ. Tôi ngồi tôi ghiền luôn vậy đó. Ừ, hát hay dễ sợ luôn á không? Cỡ con mà có chất giọng đi thi đậu không ta? Mày hả? Dạ. Ôi, mày làm mày học đại học đi. Nè, nghe con hát thử một câu nè. Đừng nhìn anh, băng ơi bác sợ. Xin đừng nhìn anh. Trời ơi, mày làm mày học thi đại học đi. Trời ơi, ông hai ông lo cho mày dữ lắm đó. Mày mà cứ ca hát kiểu này, ông biết hả? Ông đánh mày bầm mình đó con. Không được à? Ở nhà cầm video hát cũng hay lắm. Đương nhiên rồi, bằng em thôi. Trời đất ơi, con lo chạy đò đi. Đúng rồi đó, đi đi mẹ ơi. Không ai công nhận hôm qua nó hát hay hết trơn ha. Không, tôi thấy cái con bé dạy gì cũng hay nha. Con bé dạy gì cũng hay lắm mà. Tài năng đó bà ơi. Nó hát mà tôi ngồi mà tôi nghe tôi ghiền luôn vậy đó. Nói vậy chứ quên cũng gì giỏi chứ bộ đúng không? Rồi, tài năng không á. Ừ, dẹ tới rồi kìa. Tôi đi chợ nha. Tôi nói rồi mà. Đây nghe. Con thử đi biết. Rồi đi trước là chị ba. Trời, mấy bà đi cẩn thận. Từ từ, từ từ. Thôi tôi lên trước nha. Ủa, vậy bữa nay chú Sơn không tới hả anh? Bữa nay chú Sơn có chuyện bận rồi em. Chú Sơn nhờ anh qua đây hướng dẫn cho em. Dạ. Mà bây giờ em ghi chép được gì chưa? Dạ, cũng khá lắm. Ừ thì cứ từ từ đi, rồi chú Sơn cho chuyển giao hết công nghệ cho em. Vì chứ giúp cho xẻo lá mình làm giàu thì chú Sơn rất là ủng hộ. Bữa giờ em làm gì có khó khăn gì không? Dạ không à, mấy anh chị nói chung là cũng giúp đỡ em nhiệt tình lắm. Ừ, vậy thì cố gắng lên nha. Dạ em biết rồi. Trời ơi, phải chi mà xẻo lá xây được một nhà máy to như vậy thì tốt biết mấy. Xẻo lá mình tương lai sẽ có. Dạ. Hey! Nhảy vô điện của mày. Con muốn xin, con muốn xin, con muốn đa tình. Nhảy đi. Con với đúng hoa, muốn hoa mới là. Con ngán bì, con ngán bì, con ngán là đà. Con khỉ vậy. Bị tiên đứng trong khúc nhạc tình. Cha cha cha. Vô 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 đây, vô đây. Vô. Hôm nay tụi bay uống ta lo hết. Ghê vậy, bữa nay bao hết luôn hả? Đó. Bộ tính làm ca sĩ hay sao mà luyện dữ vậy? Nhìn tướng cũng giống ca sĩ chứ bộ. Đó, nè ca sĩ à. Đó, thấy không? Ca sĩ đứng tướng vậy đó, ca sĩ đứng tướng vậy đó. Chừng nào làm ca sĩ, tao sẽ cho tụi một cái nhổ riêng, một cái vé riêng để tới coi tao hát. Cầm hình tấm đàn ủng hộ tao hoàng. Vô. Vô. À, vô đây. Vô vô. Ê ê. Anh Tài. Vậy. Uống nhiều quá. Tí biết, tí là chết luôn á. Là cái gì? Cô uống không? Không uống đi về. Ừ, không uống về mày. Vô. 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 Vậy mới là anh em. Giờ này mà tụi nó chưa về, rồi nó có nói bà đi đâu không? Thì nó nói là nó xin đi chơi với bạn nó. Ai biết nó về khuya dữ gì đâu nè. Bà là mẹ, bây giờ tụi nó đi chơi vậy đó, bà dặn tụi nó về sớm sớm nha con. Bà biết cái tuổi này mà, thanh niên mà, nó chịu đi một cái sáng đêm còn chưa thấy mặt nữa. Nó con trai, nó cũng phải đi chơi với bạn bè nó chứ. Không lẽ mình cứ nhốt nó trong nhà sao được? Bà biết mấy giờ chưa? 11 giờ rồi đó. Đây nè, đó, bà có thấy mặt mũi thằng nào nó lết về đây chưa? Nó nghe nè, nó nghe, đó thấy chưa, mệt rồi đúng không? Thôi bây giờ ông vô đi ngủ đi ha. Nha, ông đi ngủ đi, rồi tôi ngồi tôi cánh chó. Không, tôi ngồi đây tôi chờ hai người đó về, cho một trận cho nó biết mặt. Thằng mập cầm đầu chứ không ai vô đây hết á. Thằng ốm không biết vụ này đâu, ốm chưa biết đâu, giỡn chơi với tôi đâu có được. Thôi mà, ta mệt ta đi ngủ đi. Đó, thấy không, ngồi chờ chứ mắt mở không lên kìa. Thôi đi vô ngủ đi, tôi ngồi đây tôi chờ nó về, rồi có gì tôi kêu ông ha, ha, đi vô ngủ đi. Tụi nó về báo tôi liền nha. Ừ. Tôi nằm trong đó, chứ tôi chưa ngủ đâu à. Quá tức hàng này thiệt chứ. Con cái thiệt tình. Thằng này thiệt là, đúng là không chịu nổi tụi bay. Về đây rồi biết tay ổng. Trời đất ơi, giờ này hai đứa bay mới lết thay về. Tí mẹ ông đời coi như là băm dầm hai đứa bay ra đó.
Ủa, ma má chưa ngủ hả? Ngủ cái gì mà ngủ? Ê, cái gì vậy? Dạ, dạ, đâu có chuyện gì má. Hôm nay vui quá, tụi con đi chơi về trễ chút xíu mà. Về trễ gì? Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Tí tụi bay treo cổ tụi bay lên. Trời ơi, má nó nhỏ nhỏ ơi. Thôi, 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 chết. Ai cho tụi bay hư hỏng như vậy hả? Hả? Biết vậy ta không cho tụi bay đi đâu. Đây, đây, đây. Nằm xuống, để nó nằm xuống. Nằm xuống cái thằng này. Để má ra má làm nước chanh cho uống giả rượu. Tao ngu tao mới cho hai đứa bay đi đó. Tí mày biết được. Nó về, về, về. Anh... Về đâu về? Nằm xuống nằm im đó. Cảm ơn ạ. Dân, và giải nhất thuộc về Tám Tàn. Và ngay bây giờ, xin mời anh Tám Tàn phát biểu cảm tưởng ạ. Rất là xúc động, rất là vui. Cảm ơn các cô chú anh chị đã luôn nhiệt tình ủng hộ cho Tám Tàn trong suốt cuộc thi này. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Để đáp lại lòng thương mến đó, sau đây Tám Tàn xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc nữa để tỏ lòng biết ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi. Một ca khúc của ca sĩ Tuấn Hưng, bài hát được mang tên Nắm Lấy Tay Anh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy. Tám Tàn, mày làm gì mà làm sùm vậy? Ông làm tôi tiêu mất hết cái giấc mơ của tôi rồi. Mày cứ ở hoài làm tao mới mất ngủ nè. Bà đặt uống cho lắm vô rồi say xỉn. Ủa, mày thấy gì vậy? Đã lắm nha. Tôi mơ thấy tôi lên sân khấu, tôi nhận được giải của cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Bệnh cũ tái phát. Thôi làm ơn yên cho tao ngủ đi mày ơi. Ủa chứ bộ không thấy gì hết hả? Thấy gì là thấy gì? Buồn ngủ còn chết rồi chứ thấy gì thì thấy. Giấc mơ đó đó là điềm báo đó. Báo gì? Là điềm báo tôi sẽ thành công trên con đường âm nhạc của tôi. Vậy là tôi không có sai lầm. Tôi phải thành công với lại những cái mục đích mà tôi mong muốn. Đúng. Muốn đạt được mục đích, trước tiên, bây giờ mình ngủ đi rồi mơ tiếp. Thôi đừng phá tao nữa mày ơi.